Rồi. Rồi như vậy các bạn sẽ nhìn lại là kết thúc buổi học tuần trước á, thì mình đã dừng ở nội dung là về phân tích ảnh hưởng của các cái transaction đối với cái phương trình kế toán của các bạn, đúng không? Và mình cũng đã coi lại giùm cho cô cái lý thuyết cách mà mình phân loại từng cái khoản mục này là nó thuộc về asset hay là liability hay là equity, đúng không? Các cái khái niệm của nó thì các bạn đã đọc trong cái sách giáo trình của chương số 1. Thì cô nghĩ là các bạn sẽ theo dõi kịp và các bạn cũng đã biết cách các bạn phản ánh cái ảnh hưởng của cái nghiệp vụ kinh tế đối với cái phương trình kế toán và làm sao làm. Các bạn hãy đến cuối cùng, các bạn phải thể hiện được cái total asset nó phải bằng với lại total liability với lại cái equity ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến nội dung cuối cùng của chương số 1 là mình sẽ học về cái cách gọi là gì đây? Lập các cái financial statement ở cái mức độ gọi là gì đây? Cơ bản ha. Và mình sẽ giải thích cái mối liên quan của chúng. Như vậy bây giờ các bạn sẽ nhìn giùm cho cô. Thứ nhất là mình sẽ nêu ra những cái khái niệm. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ quan sát giùm cho cô nè. Về cái financial statement trong kế toán Mỹ, các bạn thấy nó khác với kế toán Việt Nam không? Ví dụ như ở Việt Nam mình á, thì các cái báo cáo tài chính á, thì nó sẽ gồm những cái gì? Thứ nhất, bảng cân đối kế toán. Thứ hai là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đúng không? Thứ ba là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Và thứ tư là gì? Thuyết minh báo cáo tài chính, đúng chưa? Như vậy lúc bấy giờ các bạn sẽ thấy trong kế toán Mỹ thì khi người ta lập các cái financial statement, tức là các báo cáo tài chính, thì người ta nói rằng có 4 loại báo cáo tài chính cơ bản sẽ được lập. Thứ nhất là cái income statement, đó là báo cáo thu nhập. Income statement là báo cáo thu nhập. Như vậy trong cái nội dung báo cáo này thì ví dụ như mình đọc vô thì các bạn sẽ thấy nó sẽ liên quan đến cái gì các bạn? Cả lớp nói thử giùm cô, trên báo cáo thu nhập mình sẽ trình bày gì? À, mình sẽ mô tả về cái revenue, đúng không? Ví dụ như mình sẽ nhớ những cái keyword của nó. Ví dụ như là revenue và cái gì nữa? Cho cô, expense, đúng không? Chắc chắn trên một cái income statement mình sẽ có revenue, có expense. Và nếu như mình lấy revenue trừ đi cái expense thì chắc chắn các bạn sẽ xác định được cái gì để ở đây cho cô. Net or loss income. Đúng không? Có nghĩa là mình xác định được gì? Lãi và lỗ trong một kỳ của doanh nghiệp mình. Ok ha. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhìn qua giùm cho cô. Cái loại báo cáo tài chính thứ hai trong cái financial statement trong kế toán Mỹ, người ta lập sẽ là Statement of Owner Equity. Có nghĩa là gì? Cái này người ta gọi là báo cáo về vốn chủ sở hữu. Có nghĩa là mình hiểu một cách đơn giản, trong cái báo cáo này nó sẽ làm gì? Nó explain, tức là nó giải thích cái gì đây cả lớp? Cái sự thay đổi trong vốn chủ sở hữu. Ha, nó sẽ giải thích cái sự thay đổi trong vốn chủ sở hữu từ cái hoạt động gì? Đầu tư, từ những hoạt động về lãi hoặc lỗ và về cái hoạt động gọi là gì đây? Rút vốn của chủ sở hữu. Có nghĩa là lúc bây giờ họ đang quan sát trên cái báo cáo Statement of Owner Equity này thì họ sẽ xem xét những cái biến động liên quan về cái capital của chủ sở hữu doanh nghiệp. Coi thử rằng à những khoản mục nào nó sẽ làm cho cái capital của doanh nghiệp mình tăng. Tăng là có thể là trong trường hợp tôi làm gì? Investment, tức có nghĩa là tôi đầu tư thêm. Hoặc là gì? Do tôi có lãi từ kết quả hoạt động kinh doanh, từ cái net income chuyển từ cái income statement xuống, đúng không? Hoặc là tôi sẽ bị giảm đi cái phần vốn đó do tôi bị xuất hiện một cái khoản gì? Lỗ từ hoạt động kinh doanh. Ha. Và cuối cùng đó chính là cái khoản gọi là gì? Tôi rút vốn chủ sở hữu ra để sử dụng cho cá nhân. Như vậy các bạn sẽ thấy là đối với cái báo cáo tài chính thứ hai, Statement of Owner Equity ở đây là mình chỉ theo dõi cái biến động của cái equity, có nghĩa là mình đang đề cập đến cái
yếu tố là cái capital của doanh nghiệp mình. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy mình lập tiếp tục một cái bảng nữa, người ta gọi là cái gì, cái balance sheet ha. Như vậy đơn giản balance sheet nó là cái gì đây cả? Bạn cân đối kế toán. À đúng rồi, bảng cân đối kế toán. Trong F3 thì người ta gọi cái tên của bảng cân đối kế toán là gì? Nó ai ai còn nhớ? Trong trong F3 á thì cái bảng cân đối kế toán thì họ gọi bằng cái tên, cái báo cáo của họ viết bằng cái cụm từ gì? Ai còn nhớ? Nó viết tắt của cái chữ là SOFP á. Ai còn nhớ? Là gì? Balance sheet thì là viết rất là ngắn. Nhưng mà ví dụ như ở trong F3 thì họ cũng nói đến bảng cân đối kế toán nhưng mà họ nói bằng 4 chữ. Ai còn nhớ? Ai còn nhớ cái này? Nó viết tắt của cái chữ là SOFP. Statement of position đúng không cô? À, đọc lại cô nghe. Statement of gì? Statement of financial position. Đúng rồi, chính xác. Mình thấy ở đây nó có xuất hiện cái chữ này nè, financial position, đúng không? Như vậy lúc bây giờ cái balance sheet này nó đồng nghĩa với cái báo cáo mà mình đã từng học là statement of financial position, tức là báo cáo tại một thời điểm. Đó, hình dung được chưa? Báo cáo tại một thời điểm. Và do vậy các bạn sẽ thấy rằng trên cái balance sheet này của các bạn sẽ chỉ trình bày những khoản mục là về gì đây? Asset nè, liability nè, equity ha. Và người ta nói rất rõ là at a point in time, có nghĩa là tại một thời điểm. Đó, cả lớp thấy rất rõ ha. Và một cái báo cáo tài chính cuối cùng trong kế toán Mỹ người ta lập nữa, đó chính là cái statement of cash flows. Như vậy lúc bấy giờ ở đây nó chính là báo cáo lưu chuyển tiền tệ ha. Và người ta sẽ giúp cho các bạn nhận diện những cái dòng tiền vào, rồi những dòng tiền các bạn làm gì đây? Chi ra. Vào có nghĩa là mình thu, chi ra có nghĩa là, và dòng tiền ra có nghĩa là mình dùng để chi trả trong một cái kỳ kế toán. Đó. Như vậy các bạn sẽ thấy là trong cái học phần kế toán Mỹ này của mình thì các bạn sẽ tập trung vào cách lập ba cái báo cáo chủ yếu là cái income statement, cái statement of owner equity và cái balance sheet. Còn cái báo cáo statement of cash flow thì các bạn sẽ không lập ha. Các bạn lưu ý giùm cô, bởi vì muốn lập được cái cash flow này thì các bạn sẽ phải học rất là nhiều, nó giống như là mình học cũng phải thêm mười mấy chương nữa các bạn mới lập được ha. Rồi ok. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ coi cái cấu trúc trình bày của một cái của các cái financial statement này nó như thế nào. Bây giờ đầu tiên các bạn sẽ nhìn nhìn cho cô. Trong cái income statement các bạn sẽ thấy là khi mà tôi trình bày một cái báo cáo, cái điều quan trọng tôi phải có tên công ty, cái name của cái company đó là gì, đúng không? Ví dụ ở đây là fast forward, đúng chưa? Rồi sau đó mình mới nói đến cái title của cái financial statement, tức là income statement ha. Rồi sau đó các bạn sẽ thể hiện cho cô là ngày tháng năm mình lập cái báo cáo tài chính đó. Ví dụ như ở đây họ ghi là for month end December, có nghĩa là được lập vào cuối tháng 12 vào ngày 31 năm 2019. Rồi, như vậy lúc bây giờ các bạn sẽ để ý nè, trên cái income statement này của mình nó sẽ gồm cả khoản mục chủ yếu là revenue và khoản mục nữa là gì đây? Expense, đúng chưa? Rồi trong revenue bắt đầu người ta mới làm gì? Chi tiết ra. Thứ nhất là nó sẽ gồm cái consulting revenue hoặc là rental revenue, tức là những cái khoản mục nào là revenue thì tôi thể hiện nó ra. Sau đó các bạn sẽ thấy mình có một cái gọi là total revenue, có nghĩa là các bạn sẽ đi tính tổng. Và ở đây các bạn sẽ quan sát giùm cho cô cái cách trình bày nha. Mình phải học cái cách trình bày một cái financial statement. Là ở đây các bạn sẽ thấy là mình có hai cột. Ở đây không nói gì đến là ghi nợ, ghi có gì ở đây. Các bạn chỉ hiểu là cái cột phía trong, nói chung là cái cột mình quy định là bên phía tay trái của các bạn, thì nó là cột sẽ thể hiện những cái số tiền gọi là chi tiết. Và cột phía bên tay phải, ở phía ngoài cùng, thì nó luôn luôn là cột thể hiện những cái con số gọi là gì? Tổng. Ví dụ như các bạn thấy consulting revenue ở đây của mình là 5.800. Rental revenue ở đây của mình là bao nhiêu?
300. Như vậy hai cái này là chi tiết cho từng loại doanh thu. Sau đó các bạn thấy cái total revenue người ta ghi là ra là bao nhiêu? 6.100. Như vậy người ta đang thể hiện cái total của nó ha. Tương tự như vậy cái expense thì trong kỳ mình có bao nhiêu loại expense thì mình sẽ liệt kê ra. Và lúc bây giờ mình cũng đi tính cho cô cái total expense thì nó sẽ nằm ở phía tay phải, tức là cái cột ở phía ngoài á. Rồi. Sau cùng các bạn thấy là mình sẽ đi tính net or lost income. Nếu như cái revenue của các bạn mà lớn hơn cái expense thì mình sẽ là net income. Còn nếu như cái revenue mà nhỏ hơn expense thì các bạn sẽ dùng cho cô cái cụm từ là gì đây? Lost income, tức là khoản lỗ ha. Lost income là khoản lỗ nha. Rồi. Được chưa cả lớp? Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhìn tiếp dùm cho cô nè. Sau khi các bạn đã có cái thông tin gọi là về cái net income thì bắt đầu từ cái income statement này các bạn sẽ lấy cái thông tin về net income, các bạn chuyển qua cái báo cáo tiếp theo là cái statement of owner equity. Như vậy đây chính là cái mối liên hệ đầu tiên giữa báo cáo vốn chủ sở hữu và báo cáo thu nhập, và nó sẽ thể hiện thông qua cái chỉ tiêu là net income ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ để ý giùm cô cái cách trình bày một cái statement of owner equity. Thứ nhất là trên cái báo cáo này tôi chỉ quan tâm về cái biến động của cái khoản mục gọi là capital. Do vậy giống như là một cái chữ T thu nhỏ của cái capital, tức là vốn của chủ sở hữu á. Đó, thì các bạn sẽ thể hiện cho cô cái phần vốn lúc đầu kỳ. Cái nào mà là con số tổng, không cần phải tính chi tiết, thì thể hiện ở phía ngoài. Như vậy đầu kỳ của anh này bằng 0. Rồi, plus có nghĩa là mình làm gì? Mình cộng. Như vậy mình sẽ cộng cho những khoản nào làm tăng cái capital trong kỳ của doanh nghiệp lên. Nó sẽ bao gồm, thứ nhất là investment by owner, có nghĩa là cái khoản đầu tư trong kỳ của chủ sở hữu tăng lên bao nhiêu? 30.000. Rồi sau đó nữa các bạn sẽ có cái gì? Cái khoản net income là cái thu nhập tăng thêm. Thì lúc bây giờ các bạn cũng sẽ cộng vô. Nhưng mà sau khi các bạn ghi chi tiết tương ứng cho từng khoản mục thì các bạn xác định được cái con số tổng ở đây sẽ là bao nhiêu? 34.100. Các bạn lấy cái khoản đầu kỳ cộng với phát sinh tăng, các bạn vẫn ra được chỗ này là bao nhiêu? Cả lớp. Các bạn ra được chỗ này sẽ là 34.400 đây. Tức là tổng của cái vốn đầu kỳ cộng với tất cả những khoản tăng, và cuối cùng các bạn xác định được 34.300. Rồi sau đó các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ trừ đi, trừ, mình sẽ dùng cái chữ là less, trừ đi những khoản nào làm giảm vốn của chủ sở hữu trong kỳ, thì mình sẽ ghi rõ ra là withdrawal by owner trừ đi bao nhiêu? 200. Như vậy sau tất cả các bạn sẽ đi tính cho cô cái capital vào thời điểm cuối kỳ, thì các bạn sẽ lấy 34.400 trừ đi bao nhiêu? 200. Các bạn sẽ ra 34.200. Như vậy bây giờ các bạn hình dung nè, các bạn nhìn vô cái statement of owner equity, các bạn thấy cái công thức mà họ dùng không? Đầu kỳ cộng tăng trừ gì giảm ra cái gì cho cô? Cái đó. Cái này công thức này quen không? Cả lớp. Tôi lấy đầu kỳ, các bạn để ý nè. Tôi lấy đầu kỳ, đúng không? Tôi cộng với những khoản tăng, đúng không? Rồi, tôi làm gì đây? Trừ đi các khoản rút vốn. Và cuối cùng là gì? Tôi ra cuối kỳ. Nhưng mà cái này giống như công thức đi tính số dư cuối kỳ của các khoản mục gọi là gì? Capital ấy. Đúng không? Đúng nha. Vậy các bạn thấy là ở trong nước ngoài, kế toán nước ngoài thì nó cố gắng là nó càng chi tiết càng tốt. Đó. Rồi. Như vậy sau khi các bạn xác định xong được cái khoản capital vào thời điểm cuối tháng 12 2019 thì lúc bây giờ mình sẽ chuyển thông tin này lên trên một cái báo cáo tiếp theo, người ta gọi là balance sheet, tức là bảng cân đối kế toán. Thì lúc bây giờ các bạn sẽ thấy là trong kỳ của các bạn sẽ liệt kê thành hai bên, một bên là asset, một bên là liability và equity ha. Asset thì có những khoản mục nào là asset, các bạn liệt kê ra, sau đó các bạn sẽ
total lại cho cô. Tương tự liability các bạn cũng sẽ có bao nhiêu khoản nào gọi là liability, ví dụ như là trong này nó chỉ có cái account payable và mình sẽ đi tính cái total liability cho cô ha. Tương tự như vậy trong equity của mình, lúc bây giờ mình sẽ lấy cái thông tin của cái capital vào thời điểm cuối kỳ các bạn bỏ vào thôi. Và lúc bây giờ các bạn thấy là trên cái balance sheet này của mình hoàn toàn sẽ không xuất hiện cái khoản gọi là gì? Withdrawal ha, không xuất hiện withdrawal và cũng không xuất hiện bất cứ gọi là cái gì? Net income or loss income. Mà net income hay loss income nó chính là revenue và expense. Đó, các bạn thấy chưa? Trên balance sheet tôi chỉ thể hiện những cái gì gọi là tài sản nào phải trả và vốn chủ sở hữu. Và làm sao làm? Cuối cùng total asset với lại total liability and equity thì nó phải như thế nào với nhau? Bằng nhau. Rồi, bây giờ câu hỏi cả lớp, các bạn đã hiểu được cái cách trình bày ba cái loại báo cáo này chưa? Cả lớp. Các bạn nắm được chưa? Các bạn nắm được cách trên này chưa? Alo, cả lớp nghe rõ không? Dạ rồi cô ơi. Rồi, ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp sơ qua một chút xíu về cái gọi là cái cash flow cho các bạn sẽ nhìn thấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy giùm nha cô nè, đối với cái mẫu mà báo cáo lưu chuyển tiền tệ á, thì nó cũng giống giống như là của Việt Nam mình, đúng không? Thì lúc bây giờ các bạn cũng sẽ thấy là cái dòng tiền của mình sẽ đang nói đến cái khoản mục gọi là cash. Thì mình sẽ tìm hiểu cái cash này nó được hình thành từ những cái hoạt động nào. Đó, thì ví dụ như các bạn sẽ thấy những cái hoạt động chính, ví dụ như là operating activity, tức là hoạt động kinh doanh ha. Thứ hai là dòng tiền từ cái hoạt động gọi là investing activity, có nghĩa là hoạt động đầu tư. Và cái dòng tiền thứ ba là từ cái financing activity, tức là hoạt động tài chính. Đó, thì trong mỗi hoạt động các bạn sẽ quan sát cái cash received hay là cái cash pay, tức là cái tiền mình thu vào hoặc là mình chi ra cho mỗi hoạt động đó là bao nhiêu, thì lần lượt các bạn sẽ tính và các bạn làm sao làm đến cuối cùng các bạn ra được cái cash balance vào thời điểm cuối kỳ kế toán của mình là 4.800. Thì con số này nó phải khớp với lại con số asset, cash nằm trên cái asset thuộc cái balance sheet của các bạn. Hai con số này nó phải gọi là gì đây? Khớp với nhau. Đó, thì các bạn mới ra đúng. Do vậy các bạn phải là để mà các bạn làm được một cái statement of cash flow á, thì nó sẽ còn rất là nhiều thông tin. Như vậy những cái chương trong học phần kế toán Mỹ này của các bạn thì các bạn sẽ chưa học được đến cái cách là mình học cái cash flow. Do vậy các bạn sẽ chỉ dừng ở ba cái báo cáo đầu tiên cho cô là income statement, statement of owner equity and balance sheet ha. Ok. Rồi. Như vậy đó là một số các cái financial statement mà cô muốn giới thiệu cho lớp. Bây giờ các bạn sẽ thấy là cuối chương số 1 này của mình các bạn sẽ nói đến cái một cái chỉ tiêu mà cô nghĩ là các bạn học trong môn phân tích báo cáo tài chính á, các bạn cũng đã học rồi. Return on asset, tức là ROA. Mình hay nói là ROA, đúng không? Như vậy, cái chỉ tiêu Return on Asset, tức là mình nói đến cái tỷ suất sinh lời trên cái tài sản của doanh nghiệp, thì mình sẽ lấy cái gì? Lấy cái Net Income, mình chia cho cái gì? Average Total Asset. Như vậy các bạn sẽ tính được cái ROA. Ok. Rồi, như vậy phần này thì nó cũng không khó lắm. Ok. Rồi, như vậy cái chương số 1 của mình là tới đây là mình kết thúc, đúng không? Rồi, các bạn nào có thắc mắc gì về cái nội dung của cái chapter 1 này không cả lớp? Có không? Có gì thắc mắc không? Những cái báo cáo này các bạn nhìn sơ qua các bạn biết cách lập không? Cô nghĩ là biết, đúng không? Không khó lắm đúng không cả lớp? Rồi, như vậy hôm bữa cô có giao cho các bạn những cái bài tập nhỏ của cái chương số 1 á. Các bạn làm thử chưa? Các bạn đã làm chưa? Dạ rồi. Có thấy nó có khó gì không? Có khó nghiệp vụ nào không? Quiz study thì nó đơn giản đúng không?
chị có cái phần cô nhớ không lầm là trong cái phần bài tập exercise của cái chapter 1 á, thì nó có một cái gọi là bài tập nó hơi gọi là ở cái mức độ đảo ngược. Có nghĩa là người ta cho các bạn một loạt các cái phân tích ảnh hưởng đối với cái phương trình kế toán. Sau đó người ta sẽ mô tả các cái transaction. Vậy người ta yêu cầu các bạn là hãy nhận diện cái transaction này nó có tương ứng với lại các cái phân tích ở trên hay không. Đã làm bài tập đó chưa? Dạ rồi. À, có thấy nó khó không? Dạ bình thường. À, bình thường đúng không? Mình học tới năm cuối những cái đó là bình thường, đúng không? Nhưng mà nó thật ra là nó chỉ khó là cái chỗ mà các bạn đọc hiểu tiếng Anh thôi. Chứ còn về cái kỹ thuật các bạn làm và cách phân tích thì cô nghĩ các bạn làm rất là ok. Rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ học qua một cái lý thuyết chương tiếp theo. Sau đó mình sẽ dành thời gian mình làm bài tập ha. Rồi, bây giờ mình qua cái chương số 2. Chương này thì cũng đơn giản thôi, không có quá nhiều cái lý thuyết mới, chỉ là cho các bạn quen với ngôn ngữ dùng tiếng Anh thôi. Ở cái nội dung chương số 2 này thì các bạn sẽ liên quan đến nội dung về analyzing, tức là mình đi phân tích, và recording, tức là mình sẽ ghi nhận cho các cái nghiệp vụ kinh tế ha. Rồi, như vậy các bạn thấy là trong cái learning objective của mình ở đây thì các bạn sẽ học về những cái mục tiêu gì. Thứ nhất là các bạn sẽ được cô giới thiệu về các cái gọi là các cái step, tức là các cái bước trong khi mà các bạn xử lý một cái transaction, và mình sẽ tìm hiểu về các cái short document, tức là các cái chứng từ kế toán. Thì thật ra là các bạn có thể giải thích được, chẳng qua là mình nhớ được cái tên của cái chứng từ đó bằng tiếng Anh để sau này ví dụ như khi mà các bạn làm trong các cái doanh nghiệp mà về xuất nhập khẩu á, thì chắc chắn các bạn sẽ phải làm quen được cái bộ chứng từ, ví dụ như là mua hàng hoặc là bán hàng thì cái tên tiếng Anh của nó là cái gì, đúng không? Rồi, cái thứ hai mục tiêu của chương này nữa là các bạn sẽ được mô tả về cái gì, cái tài khoản và cách sử dụng các cái tài khoản này để làm gì, ghi nhận các cái nghiệp vụ kinh tế. Rồi mình sẽ nói về cái sổ cái ledger ha, và một cái gọi là gì đây, tập hợp các cái tài khoản của doanh nghiệp mình. Rồi sau đó mình sẽ nói một chút về các cái định nghĩa, ví dụ như là debit và credit, cái này thì biết rồi, nợ và có, và giải thích về cái gì đây, double entry accounting, tức là cái ghi sổ kép trong kế toán ha, double entry accounting tức là ghi sổ kép. Rồi nội dung nữa mình sẽ được đạt được đó là mình sẽ đi phân tích những cái ảnh hưởng của các cái transaction đối với những cái account và đối với cái financial statement, tức là ảnh hưởng đối với các cái loại tài khoản và các cái báo cáo tài chính ha. Rồi các bạn sẽ học được cái cách ghi nhận các cái nghiệp vụ này vào trong các cái sổ gọi là gì, journal, có nghĩa là sổ nhật ký, và post các cái gì, nghiệp vụ vào trong cái sổ cái tài khoản. Một cái journal là các bạn nhớ dùm cho cô là sổ nhật ký, ledger có nghĩa là sổ cái ha. Mình sẽ làm quen hai cái từ đó. Rồi đồng thời trong chương này các bạn sẽ thấy là mình sẽ sử dụng tới một cái bảng gọi là trial balance, tức là bảng cân đối thử. Bảng cân đối thử nha. Rồi cuối cùng từ cái bảng cân đối thử này thì mình sẽ đi lên cái nội dung lập các cái financial statement. Đó. Và cuối cùng các bạn sẽ làm quen về cái cách tính cái tỷ số nợ và phân tích vì sao mình phải cần sử dụng cái tỷ số nợ đó. Như vậy đọc xong nội dung này các bạn thấy là những cái kiến thức này nó khá là quen ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến các cái bước trong quá trình gọi là xử lý những cái nghiệp vụ và vai trò của cái short document ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn giùm cho cô. Như vậy lúc bây giờ các bạn sẽ thấy là khi các bạn xử lý những cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì thông thường các bạn thấy mình sẽ có những bước nào. Ví dụ như đầu tiên là làm gì đây? Bạn nào thử dịch giùm cho cô 5 bước này thử. Bạn nào thử dịch giùm cô thử là bây giờ cái quá trình xử lý một cái nghiệp vụ kinh tế cơ bản thì cái cách mà mình xử lý thì sẽ như thế nào?
Anh đang dịch giùm cô với. Đó rồi. Nhóm trưởng nhóm 1 đâu rồi? Nhóm trưởng nhóm 1 dịch giùm cô nghe này. Cả lớp dịch cô nghe. Nói lớn lên cô không nghe, không nghe, không nghe bạn dịch. Nói lớn lên cô nghe. Rồi, nhóm trưởng nhóm 1 đâu? Dịch cho cô nghe cái quá trình xử lý các cái nghiệp vụ kinh tế. Nhóm trưởng nhóm 1 có đang on không? Hoặc là đại diện một thành viên trong nhóm 1 đâu? Nói thử dùm cho cô các cái bước mà khi mà mình muốn xử lý một cái nghiệp vụ kinh tế để đi đến được cái bước cuối cùng. Là mình ra được các cái financial statement. Bạn nào trong lớp dịch cô nghe? Rồi nhóm 1. Rồi ok dịch cô nghe. Bước 1 là nhận định mỗi cái nghiệp vụ hoặc là cái sự kiện từ tài liệu, cái nguồn tài liệu của mình. Nguồn tài liệu đó nếu như trong kế toán của mình thì mình gọi nó là cái gì? Chứng từ. À, chứng từ kế toán. Mình dùng cái từ chuyên ngành luôn, đúng không? Identify tức là mình sẽ nhận diện các cái giao dịch kinh tế từ các cái chứng từ kế toán. Đúng chưa? Rồi, cái bước thứ hai. Phân tích mỗi cái nghiệp vụ hoặc là sự kiện dùng cái phương trình kế toán. Đúng rồi, chính xác. Tức là mình phân tích những cái nghiệp vụ này bằng cách sử dụng cái phương trình kế toán, tức là mình học trong cái chương số 1, đúng nha. Rồi tiếp tục. Bây giờ bước thứ ba, mình sẽ record, có nghĩa là mình làm gì? Ghi nhận. Ghi nhận những cái nghiệp vụ liên quan vào trong cái sổ. Sổ gì? Journal là nhật ký. Nhật ký. Rồi nhớ nha, ghi chú lại giùm cô cái chữ journal này ở đây là sổ nhật ký. Ở Việt Nam mình cũng gọi nó là sổ nhật ký, đúng chưa? Ừ. Dạ. Rồi, tiếp tục. Bước tiếp theo. Post là ghi lên cái thông tin sổ nhật ký lên trên cái sổ cái. Ừ. Và ở trong kế toán Việt Nam thì mình hay gọi cái bước này gọi là chuyển. Chuyển những cái thông tin từ trong sổ nhật ký vào trong cái gì? Sổ cái tài khoản. Đúng không? Dạ. Ừ. Rồi, ok. Vậy bước cuối cùng của mình sẽ là gì đây cả lớp? Chuẩn bị và phân tích cái bảng cân đối thử. Có nghĩa là mình và các cái báo cáo tài chính, đúng không? Dạ. Tức là mình sẽ lập và phân tích các cái bảng cân đối thử và các cái financial statement. Ok. Rồi. Như vậy bây giờ mình sẽ thấy đây là một cái quá trình mà mình thấy là người ta mô tả cho mình. Thứ nhất là mình phải analyze hoặc là mình phải gọi là identify and analyze các cái transaction này từ các cái short document là từ chứng từ kế toán. Sau đó mình sẽ làm gì? Record nó, các cái giao dịch liên quan vào trong cái sổ nhật ký, journal là sổ nhật ký. Sau đó từ sổ nhật ký này mình mới chuyển lên cái gì? Sổ cá tài khoản. Và cuối cùng là mình lập các cái trial balance. Thật ra là vẫn còn thiếu một cái gọi là financial statement, nhưng mà không sao, cái này chỉ là một cái mô tả nói chung cho các bạn thấy ha. Rồi vậy thì bây giờ cái short document ở đây của mình nó là cái gì? Bây giờ mình thử dịch tiếng Anh thôi để cho mình nhớ cái cụm từ bệnh tiếng Anh của mình so với cái chứng từ kế toán của Việt Nam nó là cái gì đó. Ví dụ như họ nói tới set là nó sẽ liên quan đến cái gì của mình đây? Set là sẽ nói đến cái gì của mình? Là nó liên quan đến một cái yếu tố để mình để ghi nhận.
Ví dụ như tôi nói rằng tôi mua một cái supply và tôi thanh toán bằng set đi chẳng hạn, đúng không? Có nghĩa là liên quan đến cái cash của doanh nghiệp mình á, hình dung được chưa? Ha, tức là nói chung là nó sẽ liên quan đến tiền, nhưng mà nó được thể hiện dưới hình thức là các cái set dùng để chi ra, ha, hoặc là set người ta bên kia người ta phát hành cho bên mình thì mình được nhận về, vân vân. Ok, rồi bill from supplier có nghĩa là gì? Hóa đơn từ nhà cung cấp. À, cái những cái hóa đơn từ nhà cung cấp, đúng không? Rồi cái purchase order có nghĩa là gì? Cơ mua hàng. À, đơn mua hàng ha. Rồi cái bank statement, cái này mình cũng đã từng gặp cái chữ này rồi, gọi là gì? Sao kê ngân hàng. À, đúng rồi, sao kê ngân hàng ha. Ví dụ như thật ra là nếu như cá nhân á, các bạn biết là nếu như mà sau này ra, khi mà các bạn thực tế ra ngoài đi làm á, thì nếu như các bạn vô ngân hàng các bạn nói cái chữ mà bank statement á ở tư cách cá nhân thì người ta sẽ hiểu đó là cái sao kê tài khoản của riêng cá nhân các bạn. Nhưng nếu như các bạn là đại diện kế toán của một công ty, định kỳ hàng tháng các bạn đến ngân hàng thì các bạn nói rằng à, cho công ty của tôi xin cái bank statement, thì lúc bấy giờ trong ngân hàng á, cái cụm từ chuyên ngành của ngân hàng người ta dùng đó là cái gọi là sổ phụ ngân hàng ha, sổ phụ ngân hàng có nghĩa là cái chữ sổ phụ này nó chỉ dành cho yếu tố là các cái doanh nghiệp họ mở tài khoản tại ngân hàng, sau đó thì tất cả những thông tin liên quan đến tiền của doanh nghiệp trong một kỳ chi ra, thì đến cuối kỳ cái người mà teller ở bên ngân hàng họ sẽ in một cái list các cái giao dịch và sau đó người ta đóng lại thành một cái tập gọi là sổ phụ ngân hàng, và cái người kế toán doanh nghiệp người ta sẽ tới cầm cái cuốn sổ phụ đó về doanh nghiệp mình sẽ đối chiếu ha. Do vậy các bạn phải phân biệt là bank statement đối với cá nhân thì mình gọi là sao kê tài khoản, nhưng đối với ngân hàng, đối với doanh nghiệp á, thì mình còn có một cái cụm từ nữa gọi là sổ phụ ngân hàng, nó cô bày cho cái cụm từ đó để sau này ra các bạn đi làm thì các bạn biết cách các bạn dùng nha. Rồi ví dụ như là sale ticket có nghĩa là gì đây? Rồi, ví dụ như là employee earning record có nghĩa là liên quan về cái gì? Tiền lương của nhân viên. À, tức là những cái gọi là bảng tính tiền lương của nhân viên ha. Rồi, như vậy đó là một vài cái gọi là cái short document, chứng từ kế toán mà mình có thể sẽ được dùng. Rồi, dĩ nhiên là nó sẽ còn rất là nhiều chứ không phải là nhiều đây đâu. Trong cái việc mà ví dụ như là các bạn làm công ty xuất nhập khẩu thì cái bộ chứng từ của nó còn rất là nhiều, ví dụ như là nó sẽ gồm có gọi là hóa đơn vận chuyển nè, bill of lading nè, rồi những cái gọi là invoice nè, đó vân vân ha, rồi những cái hóa đơn về gọi là insurance invoice nữa, cái hóa đơn bảo hiểm vân vân, thì tất cả những cái đó mình đều gọi nó là short document ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến cái tài khoản và cách sử dụng nó trong ghi nhận như thế nào, thì cái này thì dễ quá rồi đúng không, nhưng mà nó hoàn toàn cái định nghĩa của nó giống như Việt Nam mình thôi. Nó đến tài khoản thì các bạn sẽ dùng để làm gì đây, ghi nhận sự gì đây, account is a record of increase tức là sự tăng lên hoặc là decrease sự giảm xuống trong trong gì, tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí. Như vậy hoàn toàn khái niệm này tương tự như ở Việt Nam mình đúng không, và người ta nói rằng cái sổ cái nói chung á thì nó sẽ record có nghĩa là nó sẽ ghi nhận và chứa đựng tất cả các cái tài khoản mà được sử dụng bởi gì một cái công ty đó. Rồi như vậy bây giờ các bạn sẽ thấy rằng tài khoản của kế toán Mỹ nó cũng giống như Việt Nam thôi, nó cũng sẽ có asset account ha, rồi liability account cộng với equity account, tức là bây giờ mình sẽ thêm cái đuôi account vô, thì giống như ở Việt Nam mình có tài khoản loại tài sản sẽ bằng tài khoản nợ phải trả cộng với tài khoản gì đấy vốn chủ sở hữu đúng nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn nhìn cho cô những cái này, trong các định nghĩa này có định nghĩa nào các bạn không giải thích được không, giờ mình thử nói thử nha. À, nhóm 2 đâu, nhóm 2 đại diện giùm cô
nói dùng cô các hạng mục này. Những hạng mục này người ta gọi nó là asset account ha. Rồi có những hạng mục nào các bạn không biết không? Cash là gì? Land, building, equipment, supply. Đúng không? Các hạng mục nào mình không phân biệt được không? Có không? Bây giờ những cái cash là biết rồi đúng không? Land là biết rồi đúng không? Building, equipment, supply, nhớ giùm cho cô cái supply này là nó tương ứng nghĩa với giống như là cái công cụ dụng cụ của Việt Nam nha. Nhớ giùm cô ha. Rồi, bây giờ account receivable là gì? Khoản gì cả đó? Nói cô nghe. Bây giờ không hỏi, cô hỏi nha. Nhóm 2 trả lời cho cô, hai cái này khác nhau chỗ nào? Rồi, giải thích cô nghe. Giữa cái account receivable với lại cái no receivable khác nhau chỗ nào? Nhóm 2. Nói cô nghe, giữa cái account receivable và cái no receivable khác nhau chỗ nào? Nhóm 2 trả lời được không? Nhóm 2. À, nhóm 2 im ru luôn. Nhóm 3. Nhóm 3 có không? Giờ nhóm nào kêu không có lên tiếng là vẫn ha. Nhóm 3. Nhóm 3 các bạn nào không? Nhóm 2, nhóm 3. Có. Rồi bây giờ có thì giờ giải thích cô nghe. Giữa cái account receivable và cái no receivable khác nhau chỗ nào? Account thì là cái tài khoản phải thu khách hàng. Còn not. Not. Not là ghi nhận kiểu dự phòng phải thu khó đòi hả cô? Không. Sai rồi. Chưa đúng. Rồi. Nhóm 3 chưa được. Nhóm 4. Ôi, em tránh lời nha cô. Cô tránh lời. Rồi. Rồi bạn nào trả lời cho Xuân Hồng. Nói cô nghe. À, là cái chỗ account của cô là kiểu nó dạng như là chữ T. Cô nó sẽ ghi nhận nợ có. Còn cái nó thì nó chỉ ghi đó là diễn giải ra cái số tiền thôi. Chưa. Chưa đúng. Chưa chính xác. Mình phải, nó đều đang mang một cái nghĩa nó, các bạn thấy là nó đều có một cái cụm từ chung là receivable. Như vậy receivable có nghĩa là liên quan về cái gì? Phải thu, đúng không? Account receivable là khoản phải thu. Đó. Còn no receivable thì người ta dịch ra nó là thương phiếu phải thu. Nghe cụm từ này chưa? Nghe cụm từ thương phiếu phải thu chưa? Rồi, bây giờ thử. Bạn trả lời cái này chưa chính xác. Bởi vì cái chỗ này không thể nào mình nói nó là cái tờ giấy. Không thể nào là mình nói lên chữ T. Cái này nó không đụng tới cái chỗ đó. Nó mang một cái ý nghĩa về mặt cả hai cái này đều là một cái khoản phải thu. Đó là cái sự giống nhau. Nhưng cái điểm khác nhau của nó là gì? Nó sẽ được dùng trong trường hợp nào? Rồi, trong lớp các bạn nào có thể giải thích được giúp cô chỗ này không? Mình đọc bài rồi. K24 mình có học cái môn về nghiệp vụ thân ngân hàng thương mại không? K24. Dạ có. Rồi, đã nghe cái cụm từ thương phiếu phải thu chưa? Dạ chưa. Nó giống như kiểu giấy cam kết nợ phải thu à cô? Đúng rồi, nó giống như là một cái giấy cam kết. Nhưng mà đặc điểm trên cái giấy cam kết đó nó sẽ có cái gì? Phải thu tiền vào một cái thời điểm nào đó nhất định trong tương lai.
Rồi có cái gì nữa? Nó sẽ còn có một cái gì nữa, nó có nghe. Nó sẽ còn có cái gì cô nữa? Phải có tên cái người mà mình thu. Thực ra account receivable nó cũng có vậy. Vậy là chưa tìm hiểu, chưa tìm hiểu dùng cô cái chỗ này. Vậy mà nãy giờ cô hỏi là trong tất cả các khoản mục này, các khoản mục nào các bạn không nắm rõ không? Ví dụ như các khoản mục, ví dụ các bạn thấy là cash nè, hay là land nè, hay là building nè, hay là equipment này, hay là supply, những cái này quen đúng không? Nhưng mà có ba này thì thật sự mà nói các bạn phải hiểu rõ nó thì các bạn mới vận dụng nó đúng theo từng trường hợp. Rồi bây giờ cô sẽ giải thích nghe thử nha. Bây giờ các bạn sẽ hình dung nha cô nè, cái account receivable nó giống như là cái tài khoản 131 của Việt Nam. Như vậy nó mang ý nghĩa là gì? Phải thu khách hàng đúng không? Và cái khoản mà phải thu khách hàng này nó được áp dụng trong trường hợp nào cả lớp? Đó là khi mà tôi bán hàng, tôi cung cấp một cái dịch vụ và tôi chưa thu được tiền thì tôi sẽ đưa vào trong tài khoản gọi là gì? Account receivable. Rồi cả lớp nghe chỗ này hiểu chưa? Các bạn nhớ được chưa? Account receivable là nó tương đồng với tài khoản 131 của Việt Nam mình. Có nghĩa là phải thu khách hàng. Và cái khoản phải thu này nó sẽ xuất hiện trong trường hợp nào? Đó là trong trường hợp khi các bạn bán hàng hóa hoặc các bạn cung cấp một cái dịch vụ cho khách hàng, nhưng các bạn như thế nào đối với khách hàng? Chưa thu được tiền và các bạn sẽ cho người ta nợ trong một cái khoảng thời gian xác định nào đó. Ok, được chưa? Rồi, vậy thì cái no receivable này nó khác cái account receivable chỗ nào? Cái no receivable nó khác ở một chỗ, tên của nó là thương phiếu phải thu. Có nghĩa nó là một cái tờ giấy, và trên tờ giấy này nó thể hiện một cái cam kết là sẽ như thế nào đây? Trả tiền, đúng không? Và trên tờ giấy này nó sẽ có thể hiện cho các bạn rất rõ về cái gì? Thứ nhất là về số tiền, thứ hai là về cái thời hạn trả tiền, và thứ ba là thể hiện cho các bạn phần lãi suất. Nghe rất rõ giùm cô ha. Nó sẽ có đi kèm lãi suất. Và các bạn biết rằng trong kế toán Mỹ á, cái no receivable này nó được sử dụng là trong trường hợp khi các bạn làm gì? Ví dụ như các bạn gọi là gì? Cho một người nào đó vay ha, các bạn cho một người nào đó vay và các bạn sẽ gọi là gì đây? Có tính lãi người ta không? Có tính lãi. Thì sau khi các bạn cho người ta vay xong, các bạn sẽ bắt người ta ký trên một cái tờ giấy cam kết. Thì cái đó người ta gọi đó là no receivable. Cả lớp đã hiểu chưa? Như vậy, cái điểm khác biệt giữa account receivable và no receivable là như thế nào đây cả lớp? Có gì? Thời hạn xác định, có lãi suất, có số tiền. Ok. Cả lớp đã hiểu chưa các bạn? Cái này mình sẽ được gặp nó ở trong nội dung của chương số 8. Nội dung chương số 8 mình sẽ được gặp khoảng một này rất nhiều no receivable. Rồi cả lớp ơi, các bạn nắm được giữa cái account receivable và cái no receivable chưa? Nắm được chưa? Được rồi. Nhớ nha, hai cái này khác nhau. No receivable có kèm lãi suất, nhớ ha. Rồi ok. Rồi bây giờ nói giùm cô một cái khoản mục nữa trong cái asset account này của mình, đó là prepaid account. Có nghĩa là gì? Ai thử nói giùm cô? Cái chữ prepaid có nghĩa là gì? Tài khoản trả trước. À đúng rồi, tài khoản trả trước, đúng không? Thì nó giống như là tài khoản gì của Việt Nam mình? Nhớ giùm cho cô. Nó chính là cái gì, tài khoản nào của Việt Nam? À đúng rồi, là tài khoản 242 đó. Thì ở trong kế toán Mỹ các bạn sẽ lưu ý giùm cô là khi mà các bạn trả trước tiền cho một cái dịch vụ nào đó
trong một cái khoảng thời gian xác định, thì cái khoản đó các bạn sẽ gọi nó là prepay ha. Và cái khoản prepay này các bạn sẽ nhớ là ví dụ như là tôi trả trước tiền thuê thì tôi sẽ thêm cho nó cái chữ là prepay rent, tôi trả trước cái tiền bảo hiểm thì tôi gọi nó là prepay insurance. Ok, đó, như vậy các bạn sẽ lưu ý giùm cho cô nha. Rồi, như vậy đó là về cái nhóm tài khoản tài sản. Bây giờ trong cái nhóm tài khoản về liability account thì bây giờ các bạn thấy là bốn cái này, bạn nào thử phân biệt giùm cho cô nội dung của từng khoản một này. Ví dụ như account payable nó là cái gì? Nói cô nghe. Nợ phải trả. Và mình sử dụng nó trong trường hợp nào? Mình sẽ sử dụng nó trong trường hợp nào? Mua hàng mà chưa trả tiền. Có nghĩa là tôi mua hàng hóa tôi chưa trả tiền, hoặc là tôi cung cấp một tôi sử dụng một cái dịch vụ và tôi chưa trả tiền, thì các bạn sẽ sử dụng cho cô là cái account payable ha. Rồi. Vậy thì account payable khác với no payable ở đây là gì? Cô là nó cũng có lãi suất. À, và nó sẽ được sử dụng trong trường hợp lúc bấy giờ tôi sẽ đứng vai trò là bên nào? Bên đi vay hay bên cho vay? Đi vay ạ. À, đi vay. Như vậy ví dụ như các bạn đọc một cái tình huống rằng ngân hàng sẽ cho các bạn vay một cái gọi là gì? Số tiền là 10.000 đô. Thì lúc bấy giờ chắc chắn cái khoản vay, tức là cái loan ha, tức là cái khoản vay của các bạn, chắc chắn các bạn sẽ theo dõi trên cái no payable. Ok ha, tức là một cái cam kết các bạn sẽ phải trả. Và lúc bấy giờ cái cụm từ này mình dịch ra cho cô nó là thương phiếu phải trả, nhớ chú ý giùm cô nha. Rồi, khoản mục tiếp theo là unearned revenue, có nghĩa là gì nữa cô nghe? Doanh thu. À, nó chính là cái gì của Việt Nam mình, tài khoản nào? Unearned revenue nó tương ứng với tài khoản này của Việt Nam mình. 338 mấy? 3387 đúng không? Là doanh thu chưa thực hiện, nhớ chưa? Rồi. Người ta sẽ có một số các khoản nữa là cái accrued liability, có nghĩa là những cái khoản nợ như thế nào đây? Dùng tích ha, những khoản nợ dùng tích. Ví dụ như là về tiền lương nè, rồi những cái khoản về thuế gì đó, vân vân ha. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ qua tới các tài khoản thuộc về equity account. Thì lúc bây giờ mình thấy là sẽ gồm có cái gì? Capital nè, withdrawal nè, revenue và expense. Và các bạn hiểu tại sao tự nhiên riêng tới cái khoản mục này cô lại ghi cộng trừ không? Ví dụ như là equity, trong equity á thì cái capital là mình cộng, withdrawal là mình trừ ra, revenue thì cộng vào, và cái expense của mình thì mình sẽ nhớ làm gì? Trừ, đúng không? Định nghĩa từng khoản mục này mình cũng đã đọc rồi. Ok, bây giờ các bạn sẽ xem lại cho cô nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn giùm cho cô. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái phương trình kế toán mở rộng ở đây, đây là cái trong cái phần cuốn sách của các bạn á, thì các bạn thấy là người ta sẽ viết ra là những cái loại tài khoản của mình thì gồm có asset nè, liability nè, equity. Trong equity thì người ta sẽ gồm có capital, withdrawal, revenue và expense. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ nói đến một chút về cái gọi là gì đây? Sổ cái và các cái gọi là gì? List về các cái account của doanh nghiệp trong kỳ. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ thấy nè, cái sổ cái thì nó sẽ dùng để làm gì đây cả lớp? Collection, tức là nó sẽ thu thập tất cả các cái tài khoản và số dư của các cái tài khoản này trong một cái hệ thống kế toán, đúng chưa? Và nó sẽ tùy thuộc vào cái quy mô hoạt động của cái công ty đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái số lượng cái tài khoản mà doanh nghiệp mình sẽ cần dùng nó như thế nào. Và lúc bây giờ người ta mới nói rằng cái trust of accounts này thì nó sẽ liệt kê hết tất cả các cái gọi là gì đây, tài khoản, bao gồm cái số hiệu cho mỗi cái tài khoản đó. Thì các bạn thấy cái chữ mà trust of account này nó tương ứng với cái gì của Việt Nam mình, nhìn qua giùm cô nè,
cái charge of account này nó sẽ có là asset nè, liability nè, equity nè, rồi sau đó người ta sẽ mô tả à cái này là số hiệu tài khoản này đi với tên tài khoản, vậy thì này nó chính là cái gì của Việt Nam mình, nói cô nghe. Bản danh mục chứng khoán. Mình không dùng cái chữ bản danh mục mà gọi là hệ thống gì? Hệ thống gì? Tài khoản kế toán, đúng không? Hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp. Thì trong cái học phần này, khi mà các bạn làm cho cô bắt đầu bước vào cái chỗ mà gọi là ghi sổ kép á, thì cô sẽ không yêu cầu các bạn phải nhớ dùm cho cô cái số hiệu tài khoản. Cô không yêu cầu số hiệu tài khoản. Cô yêu cầu ở đây, trong cái đòi hỏi của cô, trong cái học phần này, là các bạn nhớ dùm cho cô cái cách sử dụng tên tài khoản bằng tiếng Anh. Không sử dụng số hiệu nha, chỉ sử dụng tên tài khoản bằng tiếng Anh thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến cái nội dung là mình tìm hiểu về cái debit, credit và cái double entry accounting ha. Rồi, như vậy debit, credit thì biết rồi đúng không? Debit là nợ, credit là gì? Có. Và mình nhớ luôn luôn là trên cái chữ T thì phía bên trái luôn luôn là debit và phía bên phải luôn luôn là credit. Và cả lớp nhớ giùm cho cô nè, khi các bạn làm cái chữ T á, thì ngay chỗ này các bạn viết chữ T thì các bạn có thể viết tắt cho cô là debit DA chấm, đúng không? Credit chấm. Đó, tức là mình trình bày một cái T account ra cho cô, mình trình bày một cái T account thì bên trái các bạn sẽ viết tắt là DA ha, bên phải các bạn ghi là CR. Đó, thì người ta sẽ hiểu là debit, credit. Và cái name của cái account đó thì các bạn sẽ đặt ở chính giữa của chữ gì? Chữ T ha. Cái này hoàn toàn như Việt Nam luôn. Và bây giờ mình sẽ nhớ lại dùm cho cô cái nguyên tắc phản ánh trên cái chữ T. Bây giờ thật ra là cái này nó không khó, nhưng cái mà các bạn sẽ rất dễ bị sai mà cô muốn các bạn lưu ý là gì? Các bạn đọc tên một cái tài khoản thì việc đầu tiên các bạn phải biết cách phân loại cái account đó là nó nằm trong asset hay là liability hay là trong equity. Thì nếu như mình xác định được cái bước đó thì mình mới nói được rằng à, nó là thuộc về asset, thì nếu như phát sinh trong kỳ của nó là inquiry thì tôi sẽ biết là tôi ghi vào bên debit or credit. Ok ha. Như vậy các bạn thấy là đối với asset thì luôn luôn inquiry, tức là phát sinh tăng thì nằm bên debit, phát sinh giảm bên gì? Credit. Đó, đó là cách mình người ta ghi cho mình ha. Và liability thì ngược lại, tăng ghi credit, giảm ghi debit, và equity cũng như vậy ha. Đó, như vậy các bạn thấy là cái chữ mà câu hỏi nè, người ta ghi cái chữ normal ở đây có nghĩa là gì cả lớp? Normal ở đây có nghĩa là gì? Normal ở đây có nghĩa là gì? Bình thường, thường thường nó như vậy hả? Thường thường nó như vậy. Bây giờ mình học ở Việt Nam rồi. Ví dụ như các bạn sẽ thấy nghe thầy cô hay đọc là gì? Cái nguyên tắc phản ánh trên chữ T của loại tài sản là gì? Tăng ghi nợ, giảm ghi có, số dư luôn luôn nằm ở bên phát sinh gì? Phát sinh tăng. À, như vậy mình hiểu cái chữ normal ở đây có nghĩa là người ta đang ám chỉ rằng cái phát sinh tăng nó sẽ cái bên mà thể hiện phát sinh tăng thì nó sẽ luôn luôn thông thường nó sẽ có số dư bên đó. Hình dung được chưa? Cái chữ normal ở đây là người ta đang ám chỉ cho cái số dư của tài khoản asset thì thông thường nó sẽ nằm bên gì? Debit. Số dư của liability thì nằm bên credit, hay là equity thì nó sẽ nằm bên gì? Credit. Ok, cả lớp đã hiểu chưa cả lớp? Hiểu ý đồ của người ta biết chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn tiếp giùm nhà cô. Vậy thì bây giờ mình nói một chút qua cái phương trình kế toán mở rộng, đúng không? Mình nói về các cái khoản mục nhỏ hơn tí, ví dụ như là capital hay là withdrawal hay là revenue hay là expanding. Thì capital thì nó sẽ giống như là equity, thì là tăng thì mình sẽ ghi bên credit, giảm ghi bên debit. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ thấy là cái mà các bạn sẽ gặp khó khăn nhiều nhất là lâu nay mình cứ hay là à nợ tài khoản gì, có tài khoản gì, vân vân. Bây giờ là mình phải thay đổi cái ngôn ngữ
về mặt ghi nhận là bây giờ mình sẽ trở thành nó là debit cho cái account nào và credit cho cái account nào. Đó. Và nhớ giùm cho cô có hai cái khoản mục mà mình sẽ phải lưu ý trong này. Đó chính là khoản mục về gì đây? Withdrawal và expense. Chú ý giùm cô. Withdrawal thì các bạn sẽ nhớ cái nguyên tắc phản ánh trên chữ T của nó sẽ ngược lại với loại capital. Có nghĩa là tăng nó ghi bên debit, giảm nó ghi bên credit. Và expense cũng vậy, tăng ghi debit và giảm ghi credit. Nhớ nha. À, rồi ok, được chưa? Rồi, như vậy bây giờ các bạn sẽ thấy là mình sẽ đề cập đến cái cách mà các bạn đi tính cái số dư tài khoản. Như vậy các bạn thấy là ví dụ như tôi muốn tính cái số dư tài khoản thì cái cách mà ở Việt Nam mình tính là mình sẽ có số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, đúng không? Phát sinh tăng, phát sinh giảm và số dư cuối kỳ. Thì ở nước ngoài họ trình bày sẽ nó hơi đơn giản một chút, là thật ra là ngay chỗ trên đầu này nè. Ví dụ như các bạn vẫn phải nhớ cho cô, ở đây thì mình không cần phải gạch, nhưng ở ngay chỗ này là mình phải thể hiện cho cô cái gọi là opening balance, tức là cái số dư gì cho cô? Cái đó. À, số dư đầu kỳ, cái opening balance. Ok. Ha. Và nó sẽ nằm tùy theo từng loại tài khoản. Rồi sau đó trong kỳ của các bạn, cái này là những cái total increase, tức là phát sinh tăng. Bên này sẽ là total decrease. Và cuối cùng các bạn sẽ thấy mình sẽ có một cái gọi là ending balance, tức là cái số dư gì cho cổ. Cái đó. Số dư cuối kỳ. Mình không cần phải kể ra là tổng total decrease bao nhiêu, total increase bao nhiêu. Mình chỉ cần thể hiện cho cô thứ nhất là cái open balance. Bài này ví dụ như open balance này của mình bằng 0 nè. Đó. Total increase của mình là 36.100. Total decrease của mình là 31.300. Như vậy cái ending balance của mình chắc chắn sẽ là 4.800. Bằng cách mình lấy cái gì? Opening balance cộng với total increase trừ đi total decrease. Và cuối cùng mình sẽ xác định được cái ending balance. Đó. Cái lớp rõ chưa? Như vậy ở đây các bạn sẽ là người ta đưa ra một cái nói là an account balance is different between the increase and decrease in account. Tức là nó nói về tổng phát sinh tăng và tổng phát sinh giảm. Nó là cái sự chênh lệch. Như vậy nhớ là cách tính nha. Những cái này thì cũng dễ, không khó với các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái cách mà mình sẽ chuyển những cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào trong cái sổ nhật ký. Và từ cái sổ nhật ký đó thì mình post lên các cái ledger của mình là như thế nào. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn các cái bước của cô. Như vậy nãy giờ là mình đã đề cập đến cái bước thứ nhất xong. Bây giờ mình sẽ đang thực hiện ở cái step 2. Sau đó sẽ đến step 3. Và cuối cùng là mình sẽ đến cái step 4. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn. Nào bây giờ các bạn sẽ nhìn giùm cô trên cái hình các bạn đang thấy là một cái gọi là general journal, tức là sổ nhật ký chung nha, sổ nhật ký chung. Thì trên cái cuốn sổ nhật ký chung ở đây các bạn sẽ thấy là người ta viết một cách bài bản ra thì nó sẽ có cái cột gọi là day, tức là cái ngày phát sinh của nghiệp vụ. Sau đó là các bạn sẽ thấy người ta sẽ ghi đến cái gì? Cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Ví dụ như là cái bi này là nó sẽ diễn tả cái title of effect account, tức là những cái tài khoản nào mà nó bị ảnh hưởng thì các bạn viết ra. Và các bạn sẽ thấy rằng cái số tiền trong một cái nghiệp vụ thì người ta sẽ kể thành hai cái cột là cột debit và cột credit. Đó. Ở đây trong cái khi mà các bạn ghi cái sổ nhật ký chung á là các bạn phải vận dụng cái nguyên tắc ghi sổ kép double entry account. Có nghĩa là các bạn sẽ coi thử rằng cái nghiệp vụ ví dụ như là receive investment by owner, có nghĩa là tôi nhận được cái khoản đầu tư của chủ sở hữu mà bằng cash, thì điều này làm cho cái cash của tôi tăng, mà cái cash mình tăng thì mình sẽ ghi bên debit, đúng không? Và cái capital của mình
là của chủ sở hữu cũng sẽ tăng, mình cũng sẽ ghi bên gì cho cô, credit. Do vậy các bạn sẽ thấy số tiền debit, số tiền credit. Ok, được không cả lớp? Được chưa? Đó. Như vậy các bạn đã hiểu cách ghi chưa? Cái này giống Việt Nam mình không? Rồi, bây giờ cô nói luôn ha. Rồi, chờ cô, chờ cô một chút. À, mình cũng thống nhất nè. Ví dụ như trong những cái bài tập của các bạn hiện nay á, ví dụ như mình thống nhất một chút về cái cách để cho các bạn ghi cho nó dễ. Rồi, ví dụ như các bạn mà gặp cái nghiệp vụ đó đi, thì bây giờ các bạn sẽ xử lý bằng cách nào? Ví dụ như cô sẽ ghi cái này là ngày mấy. Ví dụ như là đây là ngày 1 tháng 12 năm 2019, đúng không? Thì các bạn sẽ ghi cho cô. Mình không cần kể ra một cái bảng như vậy. Như vậy đây là cái cách mà cô bày cho các bạn. Alo, các bạn nghe rõ không cả lớp? Sorry các bạn, giờ cô nghe cái tiếng sấm chớp nên hơi giật mình một tí. Ok, rồi, như vậy bây giờ các bạn có thể là mình sẽ không cần phải kể ra cho cô một cái gọi là general journal như thế này. Thì các bạn chỉ cần ghi cho cô ở đây ha, cô bày các bạn cách trình bày. Ví dụ như mình gọi nó là một cái journal. Đúng không? Thì các bạn sẽ ghi cho cô thứ nhất là cái ngày phát sinh của nghiệp vụ. Và bây giờ khi mình trình bày cái nghiệp vụ này á, mình sẽ chỉ cần ghi giống như định khoản, giống Việt Nam thôi. Mình sẽ ghi là debit, debit gì? Debit cash. Và mình sẽ credit cho cái gì cả lớp? Credit cho cái gì đây? Cái capital, chẳng hạn như vậy. Ha. Được chưa? Taylor Capital. Đó. Như vậy lúc bây giờ các bạn thấy là về mặt cấu trúc khi mà cô ghi á, thì các bạn thấy là cách ghi debit credit hoàn toàn như Việt Nam, lệch ô nhau. Và sau đó cô sẽ ghi cái số tiền cũng lệch nhau luôn. Đồ bao nhiêu? 30.000 chẳng hạn. Được không? Đó. Và khi cô ghi như thế này thì có phải là cô cũng đang tương ứng với lại cái gọi là cái hai cái cột. Đúng không cả lớp? Vậy cô không cần trình bày bằng thành một cái bảng như thế này, mà cô chỉ cần trình bày thành debit credit, debit cho cái tài khoản nào đó và credit cho cái tài khoản nào đó. Như vậy tùy các bạn lựa chọn, có thể các bạn lựa chọn cái cách ghi nào cũng được, miễn sao là các bạn hiểu được cái cách trình bày của nó. Như các bạn thấy là nếu như các bạn muốn dùng, các bạn sẽ dùng cái cách nào để dễ hơn? Cả lớp. Đây là cái cách mà mình trình bày trong một cái cuốn sổ. Còn cái cách này là cái cách mà mình thông dụng nhất khi các bạn làm bài tập. Có thể là mình gặp nghiệp vụ, cô yêu cầu các bạn hãy record nó vào trong các cái journal, journal. Thì lúc bây giờ các bạn sẽ trình bày như thế này cho cô. Debit tài khoản này và credit tài khoản kia. Đó. Như vậy cái việc mà khi mà các bạn làm những cái gọi là double entry account á, thì lúc bây giờ có nghĩa là mình sẽ đi định khoản kế toán cho cô. Nhớ nha. Rồi. Cả lớp đã hiểu được chưa? Nhớ nha. Như vậy mình sẽ có hai cái cách trình bày thì quan tùy các bạn lựa chọn thôi. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói đến cái chỗ về cái sổ cái. Bây giờ các bạn sẽ nhìn giùm cô nè. Bây giờ để nói đến cái ledger, nó là một cái cuốn sổ cái, thì các bạn sẽ thấy đây là cái cách mà mình trình bày trong một cái cuốn sổ. Thì nó cũng sẽ có ngày, cách sẽ có sự giải thích. Và các bạn sẽ thấy là tôi đang theo dõi cái cuốn sổ này cho cái tài khoản nào? Cho cái tài khoản cash. Nó sẽ có số hiệu là 101 chẳng hạn. Đó, ví dụ như là vậy. Thì lúc bây giờ các bạn sẽ phải kể ra hai cột debit credit. Những cái gì mà phát sinh tăng trong kỳ thì nó phải có thể hiện bên debit. Phát sinh giảm thì mình bên credit. Và đặc biệt nếu như trình bày theo form này thì cứ sau mỗi cái ảnh hưởng, mỗi cái nghiệp vụ xảy ra
thì các bạn sẽ phải đều đi tính cho cô cái số dư lần lượt. Nhớ dùm cô ha. Nếu các bạn trình bày theo phương mẫu này thì các bạn sẽ phải đi tính lần lượt cho cô. Như vậy cô hỏi nè, vậy thì từ cái letter theo mẫu như thế này, các bạn có thể chuyển hóa nó thành cái tier account được không? Cả lớp. Được không? Dĩ nhiên là đi thi của các bạn mà nếu như các bạn ngồi kể những cái sổ, cái tài khoản mà chi tiết như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ không kịp thời gian. Do vậy chắc chắn là các bạn sẽ cần phải lập các cái tier account, tức là kể cái tài khoản chữ T. Và mình sẽ chỉ thể hiện những cái gọi là phát sinh bên debit và phát sinh bên credit. Và cuối cùng là mình sẽ đi tính cái gì cho cô? Cái ending balance mà thôi. Ok ha? Rồi. Như vậy, đây là giới thiệu cho các bạn cái cách gọi là mình chuyển từ đâu? Từ sổ nhật ký sang cái sổ cái. Thì hoàn toàn cái này các bạn biết rồi. Giống như định khoản xong, thì từ cái định khoản đó các bạn đưa vào các cái tài khoản chữ T, tức là T account có liên quan, phản ánh hết, sau đó đi tính số dư. Ok, ha. Rồi, phần này thì trong sách viết rất rõ, cô cũng chỉ là đưa cái hình ảnh trong cuốn sách đưa lên trên cái slide để cho các bạn nhìn thấy một cái quy trình mình làm nó như thế nào thôi. Rồi, bây giờ cái bước này mình sẽ đi phân tích ha, mình coi thử cái cách phân tích của mình như thế nào. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy nè, bây giờ đối với một cái quá trình xử lý thì các bạn sẽ có 4 bước. Bước thứ nhất là mình phải nhận diện và nó từ những cái chứng từ kế toán, đúng không? Cái thứ hai là phân tích sử dụng phương trình. Cái thứ ba là mình sẽ ghi nhận nó vào trong sổ nhật ký bằng cách sử dụng cái gọi là double entry accounting. Và cuối cùng là post vào tier account. Thì ở đây cô lấy những cái ví dụ này, các bạn sẽ thấy nó nằm trong cái sách bài đọc chương số 2 của các bạn ha. Cô trích từ trong sách này thôi. Ví dụ như cô đưa ra một cái nghiệp vụ đầu tiên, một cái ví dụ đầu tiên để cho các bạn thấy là bây giờ tôi nhận được một cái khoản đầu tư của chủ sở hữu đi. Thì nếu như mình xử lý một cách bài bản theo trình tự 4 bước thì có phải ở bước thứ nhất là tôi sẽ là identify, tôi nhận diện cái nghiệp vụ đó, tôi coi thử nó có phải là nghiệp vụ kinh tế hay không. Sau đó đến cái bước thứ hai là tôi mới lại gọi là gì? Analyze, đúng không? Là tôi sẽ đi phân tích cái nghiệp vụ đó nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái phương trình kế toán của tôi. Thì nó sẽ liên quan đến cái cash nè, liên quan đến cái capital. Rồi, sau đó tôi phân tích được à, cái cash của tôi là tăng, là increase. Mà increase, cái cash này nó lại thuộc về asset, loại asset, thì tôi sẽ ghi bên debit. Rồi cái capital của tôi nó cũng increase và nó thuộc về cái equity, thì nó cũng là phát sinh tăng, thì nó ghi bên credit. Thì tôi sẽ viết nó vào trong cái gọi là journal, tức là vào trong sổ nhật ký. Sau khi tôi hình thành đến debit, cash, credit, capital, thì tôi cuối cùng tôi chuyển nó vào trong các cái tier account, là tôi đưa vào trong cái cash bên debit, đưa vào trong cái capital là bên credit. Cả lớp nhìn như thế này các bạn đã hiểu chưa? Sau này khi các bạn làm bài tập trong phần chương số 2 thì dĩ nhiên cái bước số 1, bước số 2 các bạn không cần làm nữa. Các bạn sẽ đi vào, người ta nói rằng à, hãy ghi nhận vào trong cái sổ nhật ký General Journal, thì các bạn sẽ làm liền cho cô ở bước thứ 3. Và sau đó hãy post các cái transaction này vào trong các cái tier account, thì làm cho cô bước thứ 4. Rồi, bây giờ các bạn nhìn như thế này, các bạn ngẫm, các bạn nhớ được không? Cái này là cái ví dụ trong cái sách lý thuyết của các bạn á, mà cô trích ra để cho cô thấy, cho các bạn thấy được cái cách mà người ta muốn mô tả cho các bạn để xử lý một cái nghiệp vụ kinh tế như thế nào. Ok, cả lớp đã hiểu được chưa các bạn? Cái này có gì khó không? Cả lớp ơi, cái này thấy quen giống Việt Nam không? Các bạn nào có thắc mắc gì chỗ này không? Cả lớp.
Alo, cái chỗ này các bạn có thắc mắc gì với cô không? Dạ không cô ơi. Rồi, cái này được đúng không? Vậy thì cô có thể cô sẽ đi nhanh qua cái phần này ha. Nó ví dụ như trong sách của các bạn nó sẽ còn có một số các cái ví dụ như là ở nghiệp vụ số 2 đi, thì nó liên quan đến cái vấn đề là công ty thanh toán 2.500 đô cash để mua cái gì? Cho cái việc gọi là mua cái supply, đúng không? Thì lúc bây giờ cái quan trọng là các bạn phải làm sao biết được, đọc nghiệp vụ này xong thì tôi sẽ ghi nhận debit hay credit cho cái gọi là gì, khoản mục nào. Ví dụ như tôi chi 2.500 đô để mua công cụ dụng cụ thì chắc chắn tôi sẽ ghi debit là gì, supply, credit, cash, đúng chưa? Sau đó tôi đưa lên chữ T có liên quan. Rồi, ok. Như vậy nguyên tất cả những cái transaction từ nghiệp vụ số 3 cho tới nghiệp vụ số 16, nếu cô nhớ không lầm, các bạn sẽ thấy là nghiệp vụ số 16 ở đây, thì các bạn sẽ đọc trong cái sách lý thuyết của chương số 2 dùm cho cô nha. Đó, tại vì cô muốn cái phần này cũng không khó nên mình sẽ dành thời gian mình làm bài tập luôn. Đó, do vậy các bạn thấy là sau khi mà các bạn đã định khoản các cái nghiệp vụ đó trong cái sổ gọi là General Journal thì mình đã chuyển nó lên trên cái gọi là Ledger, tức là các cái T-account. Và các bạn thấy sau cùng các bạn thiết lập được các cái T-account giống như là cái bảng này các bạn đang thấy. Thì ở mỗi cái T-account không còn một nghiệp vụ nào nữa thì các bạn sẽ tiến hành đi tính cho cô cái gì? Cái balance của nó. Đó. Ví dụ như ở đây là cách mà họ trình bày cho các bạn theo một cái phương trình cái đó, tức là người ta liệt kê là những cái account nào thuộc loại asset, nó nằm một bên, liability, equity, đúng không? Và sau đó người ta sẽ làm một cái động tác là đi tính số dư cuối cùng kỳ của các cái account này. Nếu như sau khi tính xong người ta đi tính cái total balance của cái asset thì nó phải bằng được với lại cái total balance của liability cộng với cái gì? Equity. Và nó ra được hai bên này bằng nhau. Thì có nghĩa rằng cái việc mà các bạn định khoản và các bạn đưa lên chữ T, số liệu là hoàn toàn đúng. Đó, các bạn sẽ lưu ý cho cô nha. Rồi, như vậy phần này nhớ là đọc trong sách giùm nhà cô, được chưa? Bây giờ mình sẽ nói đến về cái trial balance. Vậy thì cái trial balance này các bạn phải nhớ, nó không phải là cái financial statement. Nhớ nha, bảng cân đối thử không phải là một báo cáo tài chính, mà nó chỉ là một cái công cụ hỗ trợ cho các bạn trước khi các bạn lập các cái báo cáo tài chính. Nó hỗ trợ như thế nào? Có nghĩa là nó sẽ giúp cho các bạn coi lại những cái số liệu các bạn điền vào trong sổ nhật ký hay là lên các cái T account đã chính xác chưa. Và cuối cùng các bạn sẽ thấy rằng nếu như mình nhìn trên cái trial balance này giữa cái total debit và cái total credit của nó bằng nhau thì có nghĩa các bạn khớp. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ coi cái cách mà mình sẽ lập một cái trial balance này thì như thế nào. Bây giờ người ta nói rằng ở cái bước thứ nhất thì các bạn sẽ như thế nào? List, tức là liệt kê hết tất cả các cái tên tài khoản, account title và X amount. Từ đâu? Từ sổ cái. Có nghĩa là các bạn sẽ liệt kê hết tất cả các cái tài khoản của doanh nghiệp trong kỳ này kèm với cái số tiền của nó mà mình đã lấy được từ trong các cái T-account để đưa vào đâu? Đưa vào trial balance. Và cái cách mà các bạn đưa, các bạn sẽ lưu ý giùm cho cô nào. Mình sẽ đưa theo thứ tự là asset, sau đó tới liability, sau đó tới equity, sau đó tới gì nữa? Tới gì nữa cả đó? Equity thì trong equity thì các bạn phải đi theo thứ tự là capital này, withdrawal này, revenue và expense. Do vậy các bạn thấy nè, ví dụ như cô khoanh nè, từ đây tới đây nó là asset, cô ký hiệu nó là asset. Account payable unearned consulting revenue thì nó là gì? Liability, đúng không? Rồi nguyên một cái đoạn từ đây tới đây thì nó là cái gì của mình đây? Là cái equity của mình. Trong equity thì các bạn phải trình bày đầu tiên là cái capital, sau đó tới withdrawal, sau đó tới revenue và cuối cùng là mình tới cái gì? Expense. Đó, có nghĩa là cái bước thứ nhất là tôi phải liệt kê hết được tất cả các cái title account
và các cái số tiền tương ứng, và phải theo một cái trật tự là đi từ gì? Asset, liability và equity. Ok, rồi. Bây giờ nếu như những cái số dư của những cái cột nào bằng 0 thì các bạn sẽ ghi con số 0 vào. Ok, ha. Rồi, bây giờ người ta sẽ yêu cầu các bạn là gì? Các bạn phải đi, sau khi các bạn điền xong hết, các bạn sẽ đi tính dùm cho cô cái total debit, total credit. Nhưng mà cô hỏi nè, vậy thì nó còn có một cái vướng nữa là mình phải làm sao nhớ được dùm cho cô là gì? Tài khoản nào nó nằm bên debit, tài khoản nào nằm bên credit, đúng không? Ví dụ như đối với asset thì chắc chắn cái normal balance của nó thì nó nằm bên debit. Đối với liability thì nó là bên credit. Đối với capital thì nó là bên credit. Nhưng đối với withdrawal thì các bạn thấy nó nằm bên nào? Bên debit, đúng không? Revenue thì là credit. Và cái expense của mình thì nó lại là debit. Nhớ giùm cho cô, nó phải tương ứng giống như là cái nguyên tắc phản ánh trên chữ T của các cái loại tài khoản của các bạn đó. Và các bạn phải làm sao sau khi mà mình điền đúng thì mình phải đi tính giùm cô cái total debit, total credit, và mình phải coi thử rằng hai anh này nó phải như thế nào bằng nhau. Như vậy đó là cái bước thứ ba, là các bạn phải xác minh, xác nhận được cái total debit balance nó phải equal với lại cái total credit balance của các bạn đó. Như vậy các bạn đã hiểu được cái cách mình lấy cái trial balance chưa? Muốn lập được trial balance là các bạn căn cứ vào các cái ledger, tức là các cái tier account của mình. Như vậy lập được không cả lớp? Và khi các bạn nhìn vô như thế này, các bạn nhớ lại thử giùm cô là cái trial balance này nó giống giống Việt Nam mình cái bảng nào? Nó cô nghe. Nó giống Việt Nam mình. Phải bạn cân đối kế toán không? Bạn cân đối kế toán làm gì có thể hiện cột nào mà debit với là credit, tức là nợ và có không? Bạn gì? Cân đối số phát sinh. À đúng rồi, bạn cân đối số phát sinh, đúng rồi. Nhưng mà ở bảng cân đối số phát sinh của Việt Nam mình là lại dài dòng, là nó lại có gì? Số đầu kỳ, số trong kỳ, rồi sau đó mới tới cái gì? Số cuối kỳ, đúng không? Ở nước ngoài thì người ta chỉ thể hiện cái gọi là cuối thôi, trial balance thôi, ok, vào thời điểm cuối kỳ thôi, được chưa? Rồi, nếu như hai cái này mà nó không cân, có nghĩa là các bạn bị sai rồi, đúng nha? Ok, rồi, vậy thì bây giờ người ta mới nói rằng nếu như khi mà các bạn lập một cái bảng cân đối thử mà cái total debit và cái total credit của nó không bằng nhau, vậy thì người ta đưa ra cho các bạn 6 cái cách để các bạn đi gọi là gì? Đi check lại. Tức là mình sẽ đi tìm lỗi cho nó. Đó. Nên là mình học nó là gì? Nếu bạn cân đối thử not balanced, tức là không cân bằng, thì cái lỗi các bạn nên đi tìm và các bạn phải gọi là gì? Correct. Có nghĩa là mình phải sửa nó. Đó. Rồi bây giờ các bạn thử giải thích giùm cô cái lỗi. Cái cách thứ nhất là mình làm gì? Mình đi tìm rồi mình làm sao? Mắt con nghe. Ai giải thích giùm con? Để giờ cô giải thích rồi, giờ nhường các bạn. Nói thử con nghe hả? Thứ nhất là mình làm gì? Phào thấy chữ tiếng Anh nhiều cái lớp mình lại cầm lại rồi. Nhóm trưởng nhóm 5 đâu rồi? Nhóm trưởng nhóm 5 có không? Nhóm 5 dạ, nãy giờ là cô. Rồi có giải thích cô nghe. Giải thích cô nghe. Bây giờ họ đang đi theo từng cấp độ nha. Họ đang bày cho các bạn cái cách mà để mình đi tìm lỗi và mình sửa sai nó như thế nào. Thứ nhất là mình làm gì, nói cô nghe. Cô ơi, cô nói to xíu được không? Ngày em mưa ồn quá, em hay không rõ. Cô nói to hết mất luôn rồi đó. Ý của cô nói là bây giờ nhìn trên 6 cái ô của cô á, giải thích giùm cô là
Bây giờ mình sửa lỗi, đi từ lỗi đơn giản đến lỗi khó nhất. Đó, bây giờ cái thứ nhất người ta sẽ yêu cầu các bạn là gì? Make sure the trial balance. Make sure là gì? Chắc chắn chứ sao làm đúng được. Make sure là hãy chắc chắn cái về cái điều gì? Make sure the trial balance problem. Có nghĩa là sao? Rồi, bạn nào có thể hỗ trợ bạn một tí được không? Cô không nghe được bạn nói cái gì. Dạ, thưa cô, là chắc chắn cái bản cân đối thử được thêm vào một cách chính xác. Ừ, thiếu một cái từ khóa của nó. Người ta có dùng cái chữ ở đây là cái gì? À, các cái cột mà của cái trial balance thì đã được add. Add có nghĩa là gì? Được thêm vào một cách chính xác. À, được thêm vào một cách chính xác có nghĩa là sao? Có nghĩa là nãy giờ mình đã nhìn thấy, ví dụ như mình thấy ở slide trước nè, là mình khi mà lập một cái bảng cân đối thử thì có phải là các bạn sẽ phải sắp xếp các cái account đúng không? Rồi các cái số tiền tương ứng với các account, nhưng mà khi mình đưa các số tiền của các cái account này vào thì nó phải tương ứng với các cái bên là gì? Debit và credit. Như vậy cái ở đây người ta mới nói là mình đưa cái số tiền đó ở các cột là đúng hay chưa, hình dung được chưa? Giờ lại người ta mới nói là make sure, tức là hãy chắc chắn rằng các cái cột của cái bảng cân đối thử thì đã được như thế nào đây? Add đúng ha, correctly add, đó là đã được add đúng. Rồi cái thứ hai là gì? Nó có nghe tiếp. Cô là chắc chắn số dư tài khoản được nhập từ sổ khá chính xác. Make sure account, tức là cái số dư của các tài khoản mình bóc từ đâu, từ các cái sổ cái tài khoản là chính xác. Ví dụ như mình nói là cái cash của mình đang là 5.000 nhưng mà mình bóc từ trong sổ cái ra thì mình lại lấy có 4.000 chẳng hạn, đúng không? Như vậy nó cũng có thể gây ra lỗi. Do vậy mình phải kiểm tra lại cái việc là mình lấy cái con số từ bên số tiền, số dư ở bên các cái tier account bỏ vào trong các cái cột bên trial balance, đúng chưa? Rồi ok, tiếp tục. Thứ ba là gì? Rồi. Nhìn cái tài khoản ghi nợ hoặc ghi có bị nhầm lẫn ở trên bảng cân đối thử không? Ừ, đúng rồi. Có nghĩa là mình sẽ nhìn xem thử là cái việc mà ghi nợ hay ghi có của các tài khoản này nó có bị nhầm lẫn về vị trí đặt hay không. Giống như mới nãy các bạn thấy là ví dụ như giữa cái withdrawer đi, đáng lý về mặt normal của nó thì cái số dư của nó thông thường là bên debit, nhưng mà các bạn lỡ các bạn trình bày bên gì, credit chẳng hạn. Đó, giờ mình phải để ý ha. Rồi tiếp tục, số 4 là gì? Tính lại từng số dư tài khoản trong sổ cái. À đúng rồi, có nghĩa là sau khi mình làm thử ba cái bước kia, mình thấy ủa mình không có gì sai hết. Rồi bây giờ mình phải đi tìm truy xuất lại, mình đi tính lại một lần nữa số dư của các tài khoản trên các cái T account, đúng không? Rồi ok. Rồi số 5 thì sao? Xác minh rằng cái sổ nhật ký được nhập chính xác. Có nghĩa là gì? Là mình xem, mình đối chiếu với cái sổ nhật ký xem mình đã nhập chính xác các tài khoản chưa? À, ở đây người ta gọi là verify, có nghĩa là tôi sẽ xác minh rằng với mỗi cái gọi là gì? Bút toán ghi sổ. Lúc bây giờ các bạn thấy cái chữ là người ta ghi gọi là journal entry, có nghĩa là các cái bút toán ghi sổ đó. Thì các bạn đã post ở đây có nghĩa là mình đã chuyển lên cái tier account là
correct chưa? Có nghĩa là tôi định khoản là debit card là 25.000, credit capital là 25.000, đúng không? Và bây giờ tôi phải coi là cái định khoản này tôi đã bỏ vào trong cái cash là đúng không? Hay là tôi bỏ lộn của cái cash mà tôi lại bỏ lộn qua cái gọi là gì? Supply chẳng hạn. Đó, đó là cách các bạn đi xác minh lại nha. Có nghĩa là mình kiểm tra đối chiếu lại cái việc mình chuyển thông tin từ trong cái sổ nhật ký sang sổ cái tài khoản. Rồi, bước thứ 6. Bước số 6 của mình sẽ là gì? Xác minh các bút toán ban đầu có ghi nợ khi có bằng nhau. À, là ở cái bước thứ 6 này có nghĩa là mình đi kiểm tra mỗi cái định khoản của các bạn thì total debit, total credit trong mỗi cái định khoản, cái số tiền nó bằng nhau hay chưa. Ví dụ như các bạn thấy, ví dụ như là một cái nghiệp vụ đi, mình ghi là debit, debit gì? Supply, debit equipment và credit cash. Nhưng mà ở đây các bạn nôn, các bạn ghi hai cái số tiền mình nợ, quên mất ghi số tiền mình có. Đó, như vậy nó cũng sẽ xảy ra cái mistake. Do vậy đôi khi nó sẽ dẫn tới các bạn bị sai. Đó, như vậy cảm ơn em là đã giúp giùm cho cô giải thích được các cái gọi là gì, các cái cách mà để mình đi sửa lỗi sai. Giờ các bạn sẽ nhớ là nếu như các bạn làm mà các bạn trial balance mà nó ra không cân á, thì mình sẽ coi là đi dò lại từng bước, từng bước, từng bước. Nếu như trường hợp thứ nhất người ta gợi ý mình làm chắc đúng thì thôi, mà vẫn không ra tại sao nó sai, thì lại làm bước thứ hai, vân vân ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái nội dung số 7 tiếp theo. Là bây giờ các bạn sẽ thấy là từ cái trial balance thì mình cũng sẽ lập được các cái basic financial statement, tức là các cái báo cáo tài chính cơ bản nha. Đó, thì lúc bây giờ mình sẽ lập cho cô tương tự là lập từ cái gì? Income statement, lập cái tiếp theo là tới statement of owner equity và tới cái gì? Balance sheet. À, và các bạn phải nhớ cho cô cái thứ tự mình lập nha, không phải nhập vô là mình làm liền cái balance sheet, mà mình phải luôn luôn nhớ, luôn luôn lập cái income statement trước, sau đó mới tới cái gì? Statement of owner equity, rồi sau đó mới tới cái gọi là gì? Balance sheet. Nhớ giùm cô ha. Đó. Còn cái cấu trúc của cái income statement này như thế nào thì mới nãy trong chương số 1 cô cũng đã có giới thiệu, thì các bạn sẽ tự xem giùm cho cô nha. À, được không cả lớp? Được chưa? Như vậy phần này các bạn sẽ tự xem giùm cô. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến cái cuối cùng, và mình sẽ còn thời gian khoảng bao nhiêu ta? Bây giờ là mấy giờ rồi cả lớp? Qua giùm cô thử đồng hồ. Mình còn đủ thời gian để mình làm những cái bài tập nhỏ. Mấy giờ rồi cả lớp? À 2:30, vậy là kịp, vẫn còn được khoảng 50 phút nữa để mình làm bài tập. Ok. Rồi bây giờ mình đi đến cái gọi là cái tỷ số nợ, đúng không? Tỷ số nợ ở đây là người ta sẽ được tính bằng công thức total liability chia cho cái total asset, đúng không? Và người ta sẽ dùng nó để đánh giá cái mức độ rủi ro của doanh nghiệp mình. Đó. Thì người ta nói rằng với cái tỷ số này, nếu như nó càng cao thì nó sẽ như thế nào đây? Nó sẽ cho thấy rằng cái khả năng trả nợ của các bạn thì như thế nào? Có tốt không? Cái lớp, nói thử giùm cô nghe. Nếu như cái tỷ số nợ mà trên tổng tài sản mà càng cao thì doanh nghiệp mình có khả năng trả nợ không? Nói thử cô nghe hả? Cô nói lại đi cô. Có nghĩa là cái tỷ số nợ thì nó giúp cho các bạn đánh giá cái rủi ro của cái nợ của doanh nghiệp, đúng không? Vậy thì nếu như cái total liability mà chia cho cái total asset thì mình gọi nó là tỷ số nợ. Mà tỷ số nợ này nó có hệ số càng lớn thì các bạn suy nghĩ nó có tốt không? Cô là không. Ừ, vì sao không? Nói cô nghe thử. Vì sao không? Tại vì nếu tỷ số nợ nó lớn hơn thì mình không có đủ khả năng chi trả. Đúng rồi, tại vì này là mình đang tính là ví dụ như một đồng của tài sản thì tôi sẽ
trả cho bao nhiêu đồng nợ, đúng không? Và tỷ số nợ càng cao thì càng cho thấy rằng doanh nghiệp của mình rất là khó có khả năng để trả được nợ trong tương lai. Hình dung được chưa? Do vậy một doanh nghiệp mình khi các bạn làm á, các bạn làm ra được các báo cáo tài chính, mà ví dụ như nếu như mình làm cái bước gọi là đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp, mình dùng cái tỷ số nợ này mình đánh giá ra, thì nó chỉ ổn khi nào mà cái chỉ số nợ này nó càng thấp. Có nghĩa là doanh nghiệp của tôi có đủ tài sản, có đủ cái nguồn lực để trả nợ trong tương lai. Ok. Rồi, như vậy các bạn thấy là nội dung của chương số 2 của mình cũng khá là đơn giản ha. Nó là kiến thức cũ. Rồi, bây giờ mình sẽ dành thời gian, mình sẽ làm bài tập ha. Bây giờ mình sẽ quay lại cái bài tập của chương số 1 đầu tiên. Ok, các bạn làm chưa? Rồi, chương số 1, ok. Rồi, rồi hôm bữa cô dặn những cái bài tập tình huống nào nè. Style 10, 11, 12, 13 cô. Các cái quiz study các bạn làm chưa? Các cái quiz study làm được mấy cái rồi cô? Vậy hả, làm được mấy cái hả? Rồi bây giờ đi cô. Bây giờ mình thử mình làm mấy cái multi choice quiz này trước thử nha. Rồi ok. Rồi các bạn dỡ cái sách bài tập ra cho cô một phút. Chờ cô một phút. Rồi mở cái phần bài tập ra, chờ cô một tí. Rồi các bạn mở bài tập chương số 1 ra giùm cô nha. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình sửa. Rồi chờ cô một chút. Rồi bây giờ mình sửa chương số 1 cho cô nè. Ok. Rồi bây giờ các bạn thử làm thử những cái multi-choice quiz này thử ha. Đó. Làm thử vài câu thử coi thử. Mình chưa nhìn đáp án nhưng mà mình đọc vô mình có hiểu được cái ý của người ta nói không? Ví dụ như ở cái câu số 1 này thì là gì? Cả lớp thấy được cái màn hình của cô không? Dạ được. Rồi bây giờ thử bạn nào thử giải thích dùng cho cô cái câu hỏi số 1 thử. Giá mua được ghi nhận của tòa nhà là bao nhiêu? Như vậy bây giờ cái tình huống này, ví dụ như ở câu số 1 người ta nói này, ví dụ như là cái tòa nhà này thì nó được offer, có nghĩa là được gì? Được gì? À, được đề xuất để bán, đúng không? Thông thường mình hay nói là offer, tức là được yêu cầu để bán với cái giá là 500.000 đô. Nhưng mà hiện tại, currently, đúng không? Thì nó được định giá là bao nhiêu? 400.000 đô, đúng không? Thì cái người mua, thì cái tòa nhà này thì nó như thế nào đây cả lớp? Tin tưởng rằng cái tòa nhà này nó sẽ có trị giá là bao nhiêu? 475.000 đô. Nhưng thật sự khi họ trả thì cái tòa nhà này là 450.000 đô. Vậy thì bây giờ theo các bạn là cái người mua này họ sẽ ghi nhận cái tòa nhà khi mà họ mua được là bao nhiêu? Trả lời cô nghe nhanh. 450. À,
Như vậy nó là đang tuân thủ theo nguyên tắc nào của kế toán đây? Tắc giai cấp. À đúng rồi, đúng không? Như vậy mình đọc một cái câu hỏi thì lúc bây giờ các bạn sẽ thấy là à, mình phải nhìn vô những cái động từ người ta dùng một chút thì người ta coi là người ta có đánh lừa các bạn cái chỗ nào hay không, đúng không? Quan trọng là cái việc, cái thực tế là khi mà mình mua nó là bao nhiêu đó. Ok rồi, như vậy cũng dễ đúng không? Rồi bây giờ ví dụ như sang câu số 2. Câu số 2 thì sao, nói thử cô nghe thử. Đang bài học rồi. Câu số 2, câu số 2. Đang bài học rồi. Câu nào? Đang bài. Đang ăn bì. Giải thích thử cô nghe thử. Tình ơi, ấy là nó nói là KPMG, KPMG nó ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán cho một khách hàng vào năm tới. Ừ. Thì lúc mà kết thúc năm vào ngày 31 tháng 12 thì nó kiểu nó không có ghi nhận vào cái năm hiện tại mà nó lại ghi nhận vào cái năm tới. Thì là cái câu hỏi của người ta đang dùng cái là which gì? Which account principle. Principle or assumption required, đúng không? Tức là người ta đang hỏi là à, em hãy cho biết rằng cái nguyên tắc kế toán hay là cái giả định kế toán nào yêu cầu công ty KPMG sẽ ghi nhận cái gì, cái doanh thu của cái dịch vụ cho khách hàng trong năm tiếp theo và không phải là cho cái current year, là cho cả năm nay. Như vậy là mình đang tuân thủ theo cái nguyên tắc nào? Ghi nhận doanh thu. Đúng rồi, chính xác, nguyên tắc ghi nhận doanh thu. Nó như vậy các bạn phải thấy cái tình huống là hỏi rất là dễ đúng không? Rồi ví dụ như sang câu số 3 đi thì họ đang đề cập đến cái vấn đề là gì? Vốn chủ sở hữu thay đổi trong năm của công ty. Vậy thì có nghĩa là bây giờ họ mà họ đang nêu ra một cái tình huống đúng không, và bây giờ họ bắt các bạn đang đi tìm cái sự thay đổi của cái equity trong năm đó là bao nhiêu. Rồi bạn nào thử giải thích thử giùm cô thử. Cô là tăng 65.000 đúng không? Rồi bây giờ giải thích sao ra được 65.000, giải thích đi, giải thích giùm cô đi. Cô là tài sản bằng nợ phải trả cộng cho vốn chủ sở hữu mà tài sản của nó tăng 100.000. Nợ phải trả tăng 35.000 thì suy ra vốn chủ sở hữu bằng 100 trừ 35 là tăng 65. Đúng rồi. Cái này là câu ở mức độ gọi là rất là dễ. Có nghĩa là họ đang nói muốn các bạn sử dụng cái accounting equation, tức là cái phương trình kế toán, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ dựa vào đó các bạn tìm ra thì rất là dễ. Ok, đáp án là D, đúng không? Rồi. Tiếp tục câu số 4. Đó, ví dụ như câu số 4 này thì nó là gì? Câu này là họ đưa ra cho các bạn một cái nghiệp vụ và họ hỏi rằng cái nghiệp vụ này thì ảnh hưởng như thế nào đối với cái phương trình kế toán đó. Động từ borrow nghĩa là gì đây cả lớp? Vay. À, rồi. Vậy thì bây giờ dịch thử giùm cô tình huống này là công ty này họ đang vay bao nhiêu? Vay 50.000 từ ngân hàng gì đó. À, đúng không? First National Bank, đúng không? Rồi. Bây giờ
người ta hỏi là cái nghiệp vụ này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với phương trình kế toán của công ty. Vậy thì mình sẽ phân tích ra thử giùm cho cô. Khi mà tôi đi vay tiền từ ngân hàng, ở đây tôi vay bằng tiền mặt luôn á, bằng cái cash của tôi. Như vậy tôi sẽ ghi nhận cái gì? Tài sản tăng. Vậy là chắc chắn là cái cash của tôi tăng, mà cash của tôi tăng thì là cái gì của tôi tăng? Mình phân tích ra. Tài sản tăng. À đúng rồi, như vậy cash tăng tương ứng với tài sản tăng, mà tài sản tăng tức là asset increase, đúng không? Asset increase bao nhiêu? 50.000 đô. Rồi, vậy thì bây giờ mình còn một cái khoản đối ứng nữa, nó là cái khoản gì? Nói thử cô nghe. Ai đoán ra mình sử dụng cái khoản gì? Học ở Việt Nam rồi, mình đi vay ngân hàng thì nó là khoản gì của Việt Nam? Nó phải trả. Đó là cái gì? Là nợ phải trả thì, nhưng mà cũng phải nó là cái khoản vay ngân hàng đúng không? Vậy thì ở nước ngoài thì nó cũng sẽ là một cái khoản liability đó. Nhưng mà nếu như mình mới lại câu có một cái khoản mục cô giới thiệu rồi, tôi đi vay ngân hàng thì cái khoản vay này tôi sẽ theo dõi nó trên một cái account nào? Not payable. Not payable, đúng không? Rồi, vậy thì cái not payable này nó sẽ tăng không? Tăng. Và cái equity này của mình có bị ảnh hưởng nhiều không? Dạ không. À, vậy thì đáp án của mình sẽ là cái gì? Câu nào? Câu A. À, rồi là câu A. Tức là asset của mình. Bởi vì cash của mình, các bạn có thể mình sẽ phải, mình muốn mình nốt lại cho nó dễ, thì các bạn sẽ ghi là cash là cái asset của mình. Nó sẽ như thế nào đây? Increase. Đúng không? Cái thứ hai, cái khoản vay bank loan của các bạn á, tức là cái note payable. Cái note payable này của mình cũng sẽ increase, thì nó sẽ tương ứng với liability cũng sẽ như thế nào đây? Increase. Và như vậy chắc chắn nó sẽ no effect on equity, tức là nó không ảnh hưởng gì đến cái vốn chủ sở hữu của các bạn. Đó. Như vậy các bạn thấy là nãy giờ qua 4 câu thì các bạn cũng đã hiểu là cái cách mà người ta hình thành nên các cái gọi là câu hỏi trắc nghiệm là người ta sẽ ra dưới dạng như thế nào, đúng không? Rồi, bây giờ ví dụ như ở cái câu số 5 thì các bạn thử trả lời nhanh thử giùm cô. Ghi nhận nhiệm vụ này như thế nào? Đọc tình huống thử phân. Phải thuê khách hàng. Ừ. Như vậy cái công ty này họ cung cấp một cái dịch vụ cho khách hàng. Và ở đây cái một cái từ mà các bạn sẽ thấy nó là cái từ khóa để cho các bạn biết cách các bạn làm nghiệp vụ, đó là cái chữ gì đây? Nói cô nghe. Có nghĩa là gì? Là thu được tiền hay chưa thu được tiền? Chưa thu được tiền. Đúng rồi, mình phải nhớ được cái chữ này. Có nghĩa là tôi đã perform, tức là tôi đã thực hiện một cái dịch vụ cho khách hàng. Và sau đó tôi đã phát hành ra một cái bill đối với khách hàng trị giá 500 đô. Có nghĩa là tôi chưa thu được tiền của khách hàng. Ha. Như vậy điều này nó sẽ liên quan đến cái gì của mình? Chắc chắn là cái revenue của các bạn sẽ tăng. Và đồng thời cái gì? Account receivable cũng sẽ như thế nào đây? Tăng. Như vậy lúc bây giờ mình sẽ thấy đáp án của mình sẽ là câu A. Đúng không? Rồi, ok. Rồi, như vậy những câu tình huống này dễ không? Dễ, đúng không? Ok. Rồi, như vậy đó làm cho các bạn quen một chút nha. Rồi, bây giờ những cái này thì các bạn điền được chưa? Những cái này điền thử ha. Rồi, bây giờ mình nói đến cái chỗ này. Cô muốn cái Wistody 1.6. Ai làm rồi? Giải thích cô nghe với. Rồi, nhớ lý thuyết không?
Rồi bạn nào làm bài tập ở nhà rồi, quiz study 1.6 giải thích con nghe thử. Câu số 1. Nguyên tắc nào? Kệ lắm. Câu số 1 là nguyên tắc nào? Ghi nhận doanh thu. Rồi giải thích thử giùm cô thử là tình huống này họ nói gì? Dạ nó nói là cái tên công ty đó nhận được một cái đơn đặt hàng của khách hàng và được đề nghị trả trước bằng tiền mặt. Alo. Hình như bà bị mất tín hiệu rồi. Cô không nghe được. Các bạn nào giải thích được không? Bạn chọn đáp án là câu đi. Câu đi. Tức là liên quan đến nguyên tắc ghi nhận doanh thu ha, revenue recognition principle. Rồi. Bạn nào giải thích được không? Cái việc lắp đặt này thì nó vào tháng tháng 4. Trời ơi. Là tháng mấy? Tháng 3. Tháng 3 năm sau. Ừ, đúng rồi. Nên là đến năm sau mới ghi nhận. Có nghĩa là ở thời điểm tháng 12 của năm nay, đúng không? Chủ sở hữu này họ đã nhận được một cái đơn đặt hàng của khách hàng và đồng thời nhận được cái khoản tiền thanh toán trước, đúng không? Các bạn thấy cái chữ là cash prepayment, tức là họ đã nhận luôn được một cái khoản tiền thanh toán trước luôn để lắp đặt một cái gọi là gì? Cái ngôi nhà đó. Đó. Và các bạn sẽ thấy rằng cái việc lắp đặt này thì nó chưa thực hiện để lắp đặt để cho mãi cho tới tháng mấy? Tháng 3 của năm tiếp theo. Đó, tức là nó sẽ chưa thực hiện được cho tới tháng 3 của năm tiếp theo. Thì công ty này của họ, họ sẽ chưa ghi nhận cái doanh thu cho khách hàng mà đã đặt hàng ha. À, công ty này đã ghi nhận cái doanh thu mà của khách hàng đặt hàng vào tháng 3 của năm sau, không phải là vào tháng 12 của năm nay. Thế các bạn là đúng không? Là đúng, đúng không? Bởi vì năm nay là tôi chỉ mới có nhận trước tiền, nhưng mà lúc bây giờ tại thời điểm của tháng 12 năm nay thì người ta có nói một câu là cái việc lắp đặt này là tôi như thế nào đây, chưa chuẩn bị để hoàn thành xong nó, do vậy lúc bây giờ chưa thể nào ghi nhận một cái khoản doanh thu của doanh nghiệp mình, do vậy tôi sẽ ghi nhận cái doanh thu khi là tôi hoàn thành xong nó vào cái tháng 3 năm sau. Như vậy đáp án này của mình sẽ là đáp án câu D. Rồi câu số 2 trả lời nhanh dễ lắm. Câu số 2 là gì? Nguyên tắc gì? Câu thứ hai là nguyên tắc gì? Đo lường. Câu nào? Câu cô không nghe rõ. Đáp án A, B. Sao câu A? B. B. Rồi, bạn nào dùng câu B giải thích thử giùm cô. Sao B? Measurement cost hay là cost principle? Là nếu mà mua được cái mảnh đất này là 51.000 đô thì trên báo cáo, trên bảng báo cáo toán của người mua là ghi nhận 51.000. Vậy thì cái này nó chính là cái nguyên tắc gì của mình? Giá gốc, đúng không? Rồi. Bây giờ câu số 3. Câu số 3. Nguyên tắc nào? Đọc động từ cho cô nha. Đọc động từ. Đọc cái nào danh từ riêng. Sau đó đoán thử tình huống này. Xì. Nói cái gì? Câu C.
À, tại sao sư giải thích cô nghe thử. Cô là cái câu này. Ông Mai này, ông Mai này, mình nói ông chủ doanh nghiệp đi cho nó dễ. Ông Mai, ông sở hữu. Cả ông sở hữu hai. Gì? Cả hai, à, cả hai công ty. Một công ty là Action, đúng không? Một công ty là Dis. Mình nói ngắn tên thôi. Rồi ok. Rồi sau đó sao nữa? Thì ông này phải đảm bảo các giao dịch của hai công ty phải được lưu giữ tách biệt. Tức là khi mà ông chuẩn bị lập các cái financial statement cho công ty nào, cho công ty Deep, đúng không? Thì cái ông Mai này, ông make sure, ông chắc chắn rằng những cái giao dịch về cái chi phí của cái công ty gọi là gì, Passion này, thì nó đã có cái sự gọi là gì, tách biệt với của công ty Deep và cái báo cáo tài chính của nó. Như vậy chắc chắn cái này nó chính là cái thực thể kinh doanh, giả định thực thể kinh doanh là đáp án C. Ok. Như vậy các bạn phải hiểu nha. Như vậy ví dụ như sau này các bạn mà đi thi cuối kỳ á, chẳng hạn cô cũng sẽ cho các bạn những cái tình huống trong kế toán. Các bạn sẽ điền A, B, C, O, D, E, E, R, D, E, F, đúng không? Thì cái này nó cũng sẽ được xem là các cái câu hỏi về tự luận chẳng hạn. Đó. Chẳng hạn nó là những câu hỏi tự luận ngắn đó ha. Rồi như vậy dễ rồi đúng không? Rồi bây giờ hôm bữa mình nói là mình sẽ làm cái tiếp theo. Những cái này thì các bạn phân loại được rồi nên cô sẽ không sửa, các bạn sẽ tự làm. Bây giờ mình qua cái exercise cô đang muốn exercise. Hôm bữa cô nói là các bạn là exercise số mấy ta? 1 đến 13 cô. Exercise 1 đến 13 luôn á hả? Okay. 10 đến 13. À 10 đến 13. Rồi đồng ý. Rồi bây giờ thử bạn nào làm exercise 1.10 rồi, đâu trình bày cho cả lớp cùng nghe. Bây giờ đây là một cái dạng bài tập ngược. Có nghĩa là người ta đã gọi là kết hợp rất là nhiều thứ. Có nghĩa là người ta đã phân tích cho các bạn cái biến động của cái nghiệp vụ đó. Rồi người ta tính cái số dư sau mỗi nghiệp vụ. Rồi người ta yêu cầu các bạn là bây giờ từ các cái câu A đến câu G, các bạn sẽ điền tương ứng vào các cái transaction 1 đến 5. Ok. Rồi bây giờ các bạn làm thử. Em làm cho. Rồi ok. Rồi bây giờ mình thử nha. Bây giờ mình sẽ tập cái cách là mình sẽ giải thích cho các bạn cùng theo dõi, là ví dụ như bây giờ mình sẽ nhìn vào transaction đầu tiên. Ví dụ như ở transaction 1 đi, thì mình sẽ thấy là cái cash của họ ghi tăng 40.000 đô, cái capital tăng 40.000 đô. Như vậy có nghĩa là mình phải đi tìm những cái nghiệp vụ nào mà nó sẽ cùng làm cho cái cash và cái capital mình cùng như thế nào, cùng tăng, đúng không? Đó, ok. Vậy nhìn thử giùm cô thử nghiệp vụ nào. À, dạ, đờ, câu đi. À, nó sẽ là câu đi. Rồi, giải thích giùm cô. Như vậy, câu đi là gì? Câu đi là cái người chủ họ đầu tư vào 40.000 đô bằng tiền mặt vô doanh nghiệp. Ừ. Như vậy, nó sẽ làm cho cash của doanh nghiệp tăng và cái... Đồ cũng tăng. À, capital tăng. Đồng ý. Rồi. Bây giờ qua cái transaction số 2 thì các bạn phải để ý nha. Nhìn trên cái bảng này. Ví dụ như mình phải nhìn trên cái bảng này. Mình thấy cái cash nó như thế nào? Nó giảm hai. À, nó giảm ba. À, mình phải nhìn vô đây, mình phải đoán nha. Cả lớp chú ý giùm cô nè. Ở cái nghiệp vụ số 2 tiếp theo, mình thấy phát hiện ra một điều là cái cash của các bạn giảm 2.000. Cái supply của các bạn như thế nào đây? Tăng 3.000. Cái account payable thì giờ tăng 1.000. Và cái capital thì giữ nguyên. À, giữ nguyên. Như vậy mình thấy có 3 cái bị ảnh hưởng. Vậy thì bây giờ nó làm cho các bạn liên tưởng đến cái gì? Mình phải ra được một cái ý tưởng là mình phải liên tưởng tới cái gì? Cái cash của mình bị giảm hàng hóa. Rồi ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái nghiệp vụ nào. Câu E. À, câu E là gì? Đọc cho các bạn và phân tích giùm cho cô. Công ty mua
một cái supplier office với giá 3.000 mà họ đã trả bằng tiền mặt 2.000, còn 1.000 thì nợ. Ừ, rồi như vậy khi mà mình đọc nghịch vụ nó ra thì mình sẽ thấy chắc chắn một điều là cái office supply của mình nó sẽ như thế nào đây? Tăng 3.000. Tăng 3.000, tiền của mình giảm. Tiền của mình giảm đi 2.000, do vậy các bạn phải thấy là 40 trừ 2.000, các bạn thấy cái số dư cash của mình là bao nhiêu? 38.000. Ok, rồi tiếp tục. Câu 3 là tiếp tục cash giảm 8.000, supply giữ nguyên, cái furniture tăng 8.000, payable giữ nguyên, capital giữ nguyên, thì có nghĩa là mình đang mua furniture với giá 8.000 trả bằng tiền mặt. Ừ, như vậy mình thấy là trong cái nghiệp vụ số 3 tiếp theo á, cả lớp sẽ thấy là cái cash của các bạn có sự biến động, đúng không? Mình thấy so với nghiệp vụ số 2 thì cái cash ở nghiệp vụ số 3 nó chỉ còn 30. Giờ mình tự hiểu là cái cash của mình đã bị giảm đi bao nhiêu? 8.000. Và cái office furniture của mình có sự tăng lên bao nhiêu? 8.000. Ok. Rồi như vậy nó là sẽ là nghiệp vụ nào? Đáp án A. À, đúng rồi, chính xác. Ha. Như vậy các bạn sẽ phải suy luận từ cái transaction mình phân tích ở trên. Và sau đó mình sẽ đi tìm cái nghiệp vụ tương ứng. Như vậy đáp án A của mình là gì? Công ty mua purchase office furniture bao nhiêu? 8.000 đô bằng cash. Thì lúc bây giờ nó sẽ làm cho cái office furniture này của mình tăng. Và cái cash này của các bạn nó sẽ giảm. Rồi, đồng ý chính xác. Ha. Như vậy câu số 3 của mình đáp án là A. Rồi câu số 4 phân tích tiếp đi. Những cái khoản mục nào biến động thì cô mới tôi vàng. Ở câu số 4 thì có cái mục receivable là tăng 6.000 và có revenue tăng 6.000. Còn lại thì rồi. Giữ thì có nghĩa là mình đang cung cấp dịch vụ và chưa thu tiền. Ừ, như vậy mình sẽ tìm cái nghiệp vụ nào mà liên quan đến những con số 6.000, đúng không? Bây giờ nhìn thử thức giùm cô nha. Bây giờ đáp án A, D và Y là mình loại. Rồi, bây giờ những nghiệp vụ nào có con số 6.000? Câu F với câu G. À, câu F và câu G của mình là 6.000. Nhưng mà giữa F với G nó khác nhau. Cái động từ chỗ nào? Nó có cái từ bill. À, một cái các bạn thấy nó có cái từ khóa là bill, có nghĩa là mình phát hành hóa đơn. Vậy thì lúc bây giờ bill này là mình thu được tiền chưa? Chưa. Còn ở dưới đây các bạn thấy là nó có ở câu C của mình thì nó sẽ là cung cấp, nhưng mà mình đã nhận được bằng gì? Cash. Nhận được bằng cash, đúng không? Như vậy đáp án đúng của mình trong tình huống nghiệp vụ số 4 này sẽ là câu F. Ok ha. Như vậy nó sẽ liên quan đến câu F của các bạn. Đó là cách phân tích. Đồng ý, chính xác. Câu 5 thì có tiền tăng 1.000 và revenue cũng tăng 1.000, còn các khoản mục khác thì giữ nguyên. Thì đây là mình cung cấp dịch vụ và thu bằng tiền mặt. Ừ, như vậy mình sẽ đi tìm những cái gì gọi là các cung cấp dịch vụ, đúng không? Giờ nhìn vô đây mình sẽ thấy nó là câu nào? Câu H. Câu S của mình, đúng không? Là câu H á, là mình sẽ cung cấp và mình thu được bằng tiền. Giờ các bạn thấy ở cái bài tập này nó có khó không cả lớp? Có khó không? Các bạn không khó lắm đúng không? Nhưng mà các bạn thấy cái dạng của nước ngoài nó cho các bạn hay không? Hay không? Các bạn thấy nó làm được một cái tình huống như thế này rất là hay. Có nghĩa là nó không cho các bạn cái thẳng cái con số biến động mà nó chỉ mô tả về cái số dư sau mỗi cái nghiệp vụ và bắt các bạn phải gọi là tìm cái biến động, cái con số biến động, rồi sau đó mình sẽ suy luận ra nó rơi vào cái tình huống nào. Đó là một cái kích thích để các bạn làm bài tập và mình sẽ nhớ bài rất là tốt ha. Rồi cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Rồi bây giờ
Câu này thì Kheo, ở exercise 1.11 thì như thế nào? Nó ngược lại 1.10 không cả lớp? Nó ngược không? Nó cũng vậy. À, cũng vậy, nhưng mà biết cách làm rồi đúng không? Nhưng mà thực ra là ở cái bài tập exercise 1.11 á, thì các bạn sẽ thấy là cái mức độ của nó dễ hơn 1.10. Có nghĩa là nó là bài tập thuận. Hình dung được chưa? Nó cho các bạn sẵn luôn cái biến động của cái nghiệp vụ đó ảnh hưởng đến phương trình kế toán như thế nào, và các bạn sẽ đi tìm ra. Các bạn không cần phải suy luận là à nó biến động như thế nào, số dư này thì trong kỳ nó biến động ra sao ha. Rồi, ok. Rồi, vậy thì bài này trả lời nhanh dùm nha cô. Đáp án, ví dụ như nghiệp vụ thứ nhất, câu nào? Trả lời nhanh. Câu F đúng không? Rồi, ok, đồng ý. Rồi, một là F. Hình như cái này cô không biết là nó cho cô chức năng ghi không ta? Hình như nó không cho ghi. Rồi, một là F, rồi đồng ý. Thôi, cô cứ bôi đi những câu nào mình dùng. Câu số 2, câu nào? Câu E. A hay E? A, đúng rồi, là câu A. Rồi, tiếp tục. Câu 3 rồi. Câu 3. Ok, có nghĩa là mình thấy cái, các bạn thấy cô nói có sai không? Trong sách này những cái động từ người ta sẽ sử dụng lặp đi lặp lại cho các bạn, và các bạn sẽ nhìn vào những cái từ khóa này, các bạn sẽ đoán được cái tình huống của mình ha. Chú ý những cái từ này nè. Đó. Rồi câu số 4. Câu nào? Câu H. Câu H. Đúng rồi, chính xác, câu H. Rồi, tiếp tục. Câu B. Câu B. Rồi, ok. Đồng ý. Rồi, dễ ha. Rồi. Rồi, bây giờ sang exercise 1.12 thì sao? Thử. 1.12 thì là một cái dạng khác. Có nghĩa là người ta chỉ nêu ra cho các bạn những cái tình huống, đúng không? Những cái nghiệp vụ, và người ta đang muốn các bạn xác định cái increase or decrease trong các cái khoản mục của mình như thế nào. Em làm luôn. Em làm luôn. Rồi, ok. Nào đâu, nói thử cô nghe thử. Câu A. Em chọn đáp án 3. Phân tích cô nghe. Nó bảo là trả bằng tiền mặt tài khoản payable, tức là mình trả tiền cho người ta bằng tiền mặt thì giảm tài sản và giảm luôn cái nợ. Ừ, đúng rồi, chính xác. A là câu số 3, đồng ý. Ừ, rồi tiếp tục. Câu B là 2. Là công ty đã mua nợ thì là tài sản sẽ tăng và cái nợ cũng tăng. Ừ. Như vậy ở đây mình sẽ thấy là ở đây là mình đi mua một cái purchase equipment và on credit, có nghĩa là mình mua cái equipment chưa trả tiền, đúng không? Equipment thì nó sẽ là asset sẽ increase, và cái on credit là chưa trả, tức là liability cũng sẽ increase. Như vậy cả asset lẫn liability đều là gì thế nào đây? Increase. Ok. Rồi, đồng ý. Câu C. Câu C là 5. Là người ta đầu tư vô bằng tiền thì tài sản tăng và cả vốn chủ sở hữu cũng tăng. Ừ, đúng rồi, mình sẽ nhìn theo cái từ khóa là cái chữ invest, tức là liên quan về đầu tư. Đầu tư bằng cái gì? Đầu tư bằng cash thì nó sẽ làm cho cash là asset của mình tăng, và đồng thời cái khoản invest by owner là cái capital của doanh nghiệp, là cái equity cũng sẽ increase. Và đáp án của mình là đáp án phải, câu số 5, đồng ý. Rồi, tiếp tục. Câu D là 1. Rồi, bây giờ câu D phân tích to lên
to rõ cho các bạn cùng nghe cái chỗ này ha. Là cái này là chủ doanh nghiệp rút vốn, rút vốn nên là rút vốn bằng tiền nên là tài sản sẽ giảm và cái equity cũng giảm. Vì sao equity giảm? Giải thích lần lượt từng bước cho cô. Là cái chủ doanh nghiệp người ta rút vốn ra khỏi doanh nghiệp bằng tiền thì tiền giảm là assets và cái vốn chủ sở hữu cũng giảm. Ở đây thì bạn nên giải thích nó rõ hơn một chút, là mình sẽ nói đến cái phương trình kế toán mở rộng á, expanded accounting equation á, ở một cái chỗ là gì. Bạn phải giải thích rõ ra như thế này nè. Khi mà chủ sở hữu họ rút vốn bằng tiền ra khỏi doanh nghiệp thì điều này nó sẽ làm cho cái cash là cái asset của mình chắc chắn nó sẽ decrease. Cái đó là mình không cãi nữa. Nhưng cái vấn đề thứ hai là mình phải giải thích được cho cô là cái chỗ mà withdrawal, là cái khoản rút vốn. Thì cái withdrawal khi các bạn rút vốn ra thì cái khoản rút vốn này nó là increase. Chú ý giùm cô nha. Khoản rút vốn nó là increase. Nhưng mà theo phương trình kế toán mở rộng thì cái khoản rút vốn nó tỷ lệ gì với lại cái equity của mình? Nói cô nghe. À đúng rồi, mình nói là khoản rút vốn thì nó là increase, nhưng nó sẽ làm cho cái equity của doanh nghiệp mình nó sẽ bị gì? Decrease, bởi vì nó tỷ lệ nghịch. Đó. Do vậy các bạn sẽ thấy là ở câu D này thì nó sẽ làm cho decrease on asset and decrease equity. Ok, như vậy các bạn đã hiểu cách cô giải thích chưa? Rồi ha. Rồi. Nhớ nha, giải thích là mình phải vận dụng, mình phải nói được là cái khoản withdrawal tăng thì nó kéo theo equity của mình giảm. Rồi. Ok. Tiếp tục câu E, câu E của mình. Câu E là đáp án 4. Là công ty mua supplier bằng tiền nên là tài sản tăng mà tài sản cũng giảm nữa. Là tăng cái supply, còn giảm là giảm cái cash. Như vậy ở đây mình có điền cái nào trong này không? Câu 4 đúng rồi, là increase an asset and decrease an asset, tức là sẽ có một cái tài sản nó tăng và một cái tài sản nó sẽ giảm. Rồi, đồng ý, chính xác. Rồi, còn câu F. Câu F là đáp án 5. Là công ty cung cấp dịch vụ mà thu bằng tiền nên là tài sản tăng và cái provide dịch vụ này thì nó làm tăng cái revenue nên là làm tăng equity luôn. Đúng rồi, revenue và equity là nó tỷ lệ thuận, do vậy khi revenue của các bạn tăng thì nó sẽ kéo theo cái equity của mình cũng sẽ. Rồi, đồng ý, cảm ơn bạn. Rồi, cả lớp ơi, như vậy mình đã sửa cơ bản một số các cái dạng bài tập. Còn ví dụ như là cái bài tập mà exercise 1.3 á, thì chắc chắn là bữa sau á, các bạn mà sửa cho cô thì các bạn sẽ phải chiếu cái bài làm của các bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe cô dặn dò một chút nha. Cho cô dặn dò một chút là bây giờ cái buổi học tuần sau của mình thì các bạn sẽ sửa bài tập cho cô, hình dung được không? Các bạn sẽ sửa cho cô bài tập của cái chương số 1 và cái chương số 2. Như vậy trong cái bài tập chương số 2 thì các bạn cũng sẽ làm những cái quiz study nhỏ, những cái exercise. Và đặc biệt là trong cái chương số 1, các bạn sẽ phải sửa cho cô cái problem, các cái problem. Như vậy ví dụ như các bạn sẽ về các bạn làm cho cô từ problem 1.1a đến 1.5a gì đó. Thì có thể ví dụ như mình đã có các nhóm thì mỗi nhóm các bạn sẽ tự chia các thành viên cho nhau. Sau đó giống như là một người sẽ tổng hợp lại thì các bạn sẽ có được một cái lượng bài tập để các bạn có thể trao đổi với nhau. Tại vì ví dụ như là một bài tập đó có thể tiếng Anh của mình chưa phải là tốt hoặc là ở mức trung bình thôi thì mình làm nó sẽ hơi mất thời gian.
Thì ví dụ như mình chia mỗi bạn một bài hoặc hai bạn một bài gì đó, mình sẽ cùng nhau mình làm. Tại vì đó là gọi là problem thì là bài tập lớn chứ không phải là nhỏ. Mình làm xong thì mình sẽ gặp phải lại. Thì bữa sau trong cái tiết bài tập, cái cách của cô làm là gì? Cô sẽ cho các bạn chiếu cái file của các bạn. Các bạn sẽ sửa, cô xem sai chỗ nào hoặc là chỗ nào cần chỉnh thì cô sẽ yêu cầu các bạn sửa trực tiếp trên file của mình. Thì sau khi nhóm nào mà các bạn sửa xong thì các bạn sẽ gửi cái bài đó lên trên cái group lớp để cho các bạn trong cả lớp mình cùng sẽ theo dõi. Chứ cô sẽ không chiếu cái file mà giống như là cô làm để cho các bạn thấy ha, mà là các bạn phải làm thì cô mới sửa. Nhớ nha. Rồi tương tự như vậy trong cái chapter số 2 của các bạn thì ở những cái phần bài tập problem các bạn cũng sẽ phải làm hết cho cô. Tại vì buổi sửa bài tập thì mình sẽ sửa những cái bài tập lớn tổng quát, còn những cái gọi là quiz study hay là những cái exercise thì là bài tập ngắn. Thì ví dụ như là khi nào mình có thời gian thì mình sẽ vô mình sửa, nó sẽ rất là nhanh ha. Đó thì mình sẽ tranh thủ những cái khoảng thời gian đó. Rồi như vậy các bạn đã nhớ nhiệm vụ của mình chưa? Tuần sau là tiết sửa bài tập. Do vậy những cái problem mà set A của chương số 1 và chương số 2 các bạn sẽ làm và bữa sau cô sẽ gọi các bạn trình bày. Ok. Rồi. Và cô chờ cô một chút. Cô sẽ đưa cho lớp cái này. Các bạn chờ cô một tí ha. Đây. Cô sẽ gửi cho các bạn cái này và mình sẽ phân nhóm nha. Bây giờ cô đưa ra cho các bạn 5 chủ đề. Các bạn thấy được màn hình của cô xem không? Có 5 chủ đề. Thì các bạn sẽ là chọn hiện giờ bên nhóm mình hôm bữa Hằng tổng hợp cho cô là mình có 12 nhóm đúng không Hằng? Hằng ơi. Vô 12, 13 để... Rồi bây giờ các cái chủ đề này thì các bạn... Cô sẽ phân hay là... Cô sẽ phân ha? Hay là các bạn lựa chọn ta? Cô phân nha. Cô phân đi cô. Rồi. Rồi ok, cô sẽ phân cho nó công bằng. Ok. Nói chung là cô sẽ không biết các bạn là của nhóm nào và cô chỉ nhớ trong đầu là Hằng sẽ cho cô cái số lượng là 12 hoặc 13 nhóm. Thì cô cứ thế cô sẽ rải ngẫu nhiên thì nhóm nào trúng cái đề tài nào thì các bạn sẽ làm nhiệm cho cô. Và cái đề tài này thì cô sẽ gửi lên trên trang e-learning. Thì tối nay cô sẽ ngồi cô viết ra cái phần là nhóm số mấy đề tài nào. Thì các bạn sẽ đọc cái file hướng dẫn. Nếu có gì thắc mắc nữa thì cứ hỏi cô trên group Zalo ha. Rồi được chưa? Như 13 vậy, nhóm đó cô. 13 nhóm đúng không? 13 nhóm cho 5 chủ đề. Rồi ok cô sẽ chia. Rồi đồng ý. Rồi tối nay cô sẽ gửi cái phần nhóm cho mình nha. Rồi như vậy có bạn nào còn gì thắc mắc nữa không? Cô cái problem nó nhiều lắm luôn á, làm hết luôn á cô. Thì mình đã nói là bữa nay cô bày rồi, hai bạn một problem, hai bạn một problem. Ví dụ như là thật ra là cái phần B á, các bạn không cần làm đâu, phần B là nó tương tự phần A. Do vậy các bạn sẽ chủ yếu là làm cho cô phần A, còn phần B là khi nào các bạn có